How do you say hello in Vietnamese? Trong tiếng Việt nói hello thì nói sao ạ? Xin chào. It's my honor to be here. Thật là một đặc ân cho tôi được có mặt ở đây. To see so many pastors and leaders in this nation. Để được nhìn thấy những mục sư và những lãnh đạo của đất nước này. I thank my pastor, my pastor James. Và tôi rất cảm ơn mục sư của tôi là mục sư trưởng, mục sư James. For sending us here, sponsoring us here. Đã sai phái tổ chức tôi đến đây. I'm a mission pastor in my church. Ở trong hội thánh thì tôi là mục sư là về truyền giáo. I travel about 7-8 times a year. Và mỗi năm như vậy thì tôi đi nơi này nơi kia 7-8 lần. To the different areas in Asia and in India and Australia. Khác nhau của Úc, của Á Châu, của Ấn Độ. In case you're wondering, I'm 45 this year. Và nếu bạn có thắc mắc thì tôi xin nói về 45 tuổi. Very young. 45, my oldest girl is already 15-16 years old. Dạ, con gái lớn của tôi đã được 15-16 rồi. I was in church since 1979. Và tôi đã có mặt ở hội thánh từ năm 1997. So I was 14 years old back then. Có nghĩa là lúc đó tôi 14 years old. I'm sorry, 79, tức là lúc đó tôi 14 tuổi. So majority part of my life I was in church. Cho nên là hầu hết phần đời của tôi là tôi có mặt ở trong hội thánh. So I've been through church life, what church is all about. Cho nên tôi đã ở trong cái sự sống của hội thánh như thế nào. Went through our church history from where we are to where we are today. Và chúng tôi đã đi qua cái dòng lịch sử hội thánh từ ngày lịch sử hội thánh được hình thành cho đến ngày hôm nay. And we have one thing to tell you. Và có một điều tôi muốn nói với quý vị. We do not know why the church is growing. Tôi cũng không biết tại sao hội thánh tăng trưởng. If there's anything you ask my pastor, he will tell you it is the grace of God. Nếu mà bạn hỏi sư trưởng của tôi thì ông sẽ nói là bởi ân điển của Chúa. We try many ways to make the church grow. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để làm cho hội thánh tăng trưởng. We try strict evangelism, we try overnight prayer, we try fasting, we try anything you would tell us to do. Chúng tôi đã làm tất cả là truyền giáo ở ngoài đường phố cầu nguyện thâu đêm cầu nguyện kiên ăn. So we try all those things and the church did not grow. Chúng tôi làm hết mọi cách mà hội thánh vẫn không tăng trưởng. Until one day, Pastor Prince discovered Jesus afresh for himself. Nhưng mà cho đến một ngày kia thì mục sư của tôi gặp gỡ Chúa một cách tươi mới cho thiên đường. And then the rest becomes history. Và rồi cái phần còn lại trở nên được phơi bày ra. It is not you building the house of God. The Bible tells us, unless the Lord builds the house, we labor in vain. Và Kinh Thánh nói rằng là không phải chúng ta là những người xây dựng nhà của Chúa đâu, mà Kinh Thánh nói rằng là nếu Đức Giê-hô-va không xây nhà thì sự khó nhọc của chúng ta trở nên lúng công. Amen. So I came today and the next few days. Cho nên tôi đến đây ngày hôm nay và những ngày tới nữa. Not because we have a big church behind us. Không phải vì chúng tôi có một thánh to lớn ở đằng sau lưng chúng tôi. I send you greetings from Singapore. Tôi gửi lời chào thăm của các bạn đến từ Singapore. I send you greetings from heaven itself. Nhưng mà tôi cũng muốn gửi lời chào thăm đến các bạn từ thiên đàng nữa. And therefore all of us get the same treatment from heaven. Vì vậy tất cả chúng ta đều có một sự chiêu đãi giống nhau từ thiên đàng. Sometimes we tend to disqualify ourselves. We think, oh, they're from Singapore, therefore they can be prosperous. Oh, they're from Philippines, they can be prosperous. It's not true. Đôi khi bạn xem thấp chính mình và nói, ồ, tại vì họ là người Singapore giàu có cho nên họ được phước. Họ là người Philippines giàu có họ được phước. Còn mình thì không có được như vậy. Không đúng đâu. Many other churches, they come to our church to study us and find out what's the secret. Nhiều hội thánh họ đã đến hội thánh chúng tôi để họ nghiên cứu học tập và nói là bí quyết của bạn là gì? What do you do? Bạn đã làm gì? Our latest attendance is 21,000. Và con số gần đây nhất của chúng tôi là 21,000 người. With 4 services. Với 4 lễ nhóm hàng tuần. In our new building. Và trong cái tòa nhà mới của chúng tôi. You'll sit 5,000 people one setting. Bạn sẽ thấy là một buổi nhóm có 5,000 chỗ ngồi. Five thousand. Yeah, có 5,000. We will have four services again. Yeah, và chúng tôi sẽ có 4 lễ nhóm như vậy nữa. So a lot of people want to find out what's the formula. Và cho nên có nhiều người đến với chúng tôi và muốn biết cái công thức. What do you do? Bạn đã làm gì? What's your program? Chương trình của bạn là gì? We try that because we did the same thing when we go to other churches and find out what's the secret. Bởi vì chúng tôi cũng làm vậy, chúng tôi cũng đến với các hội thánh khác và chúng tôi cũng hỏi họ là bí quyết của bạn là gì. So at the end, if you have a formula, you can have formula, but you don't have Jesus in it.
formula is nothing. Nhưng mà đến cuối cùng bạn có được một công thức, nhưng nếu bạn có công thức mà bạn không có Chúa Giêsu thì cũng vô ích mà thôi. Amen. Amen. It is Him that gives the increase. Chính Ngài là đấng ban cho sự gia tăng. The Bible tells us, Paul says, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Paulo nói rằng là Paulo trồng, Apollo tưới, nhưng Đấng Christ làm cho lớn lên, Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. So I pray tonight when I share with you and for the next 2 days. Cho nên tôi cầu nguyện để tối hôm nay tôi chia sẻ và trong những ngày tới nữa. That you don't see formulas. Bạn sẽ không nhìn thấy công thức. You see Jesus. Nhưng mà bạn nhìn thấy Chúa Giêsu. And therefore I bring greetings from heaven itself. Vì vậy mà tôi mới gửi lời chào thăm đến với bạn từ thiên đàng. Right. So you know when I share something with you. Cho nên để bạn biết khi tôi chia sẻ một điều gì đó với bạn. Don't think of us as a big church. Đừng nghĩ là chúng tôi như là một người từ một hội thánh lớn. Incidentally, we have a big church, yes. Vâng, đúng là chúng tôi đang có một hội thánh lớn. Tới cuối cùng chúng tôi có một hội thánh lớn. But that's not the purpose. Nhưng nó không phải là mục đích. The purpose of why we believe what we believe and the people are believing what we believe and they are growing. Nhưng mà điều quan trọng đó là tại sao chúng tôi lại tin cái điều mà mình đang tin và những người mà đi theo chúng tôi tin cái điều họ đang tin đó, họ được tăng trưởng. Amen. Amen. As pastors and leaders, và là những người mục sư và lãnh đạo, what we desire, những gì chúng ta ao ước trong lòng, is fruits, đó là bông trái. Amen. Amen không? Right? Yes. So you go and bear fruit and have more fruit and have much fruit. Tức là bạn ra đi, bạn kết quả, bạn sai trái, có nhiều trái hơn, có nhiều trái hơn. Amen. Amen. That's what we want. Đó là điều chúng ta muốn trong cuộc đời của mình. In the lives of the people. Trong cuộc đời mình và trong cuộc đời của người khác. We want fruits. Chúng ta muốn có kết quả, sai trái. But don't concentrate on fruits. Nhưng mà bạn đừng có tập trung vào trái. When you want fruits, what you do? You concentrate on the root. Khi bạn muốn có trái thì bạn phải tập trung vào cái rễ chứ. Amen. Amen. You take care of the root. Bạn cứ chăm sóc cái rễ đi. Fruit will come. Thì trái nó sẽ ra. When you don't have fruit. Và khi bạn không có trái. What could be wrong? Thì cái gì sai? The root is not taken care of. Đó là bạn đã không chăm sóc cái rễ của nó. That means the foundation is wrong. Có nghĩa là cái nền nó sai rồi. Something is missing somewhere. Có một cái gì đó còn bị thiếu mất rồi. Amen. Amen. When you look at the rebellion and the sin of your people. Khi chúng ta nhìn thấy tội lỗi và cái sự bội nghịch của dân sự. Don't look at the fruits, look at why the root behind it. Bạn đừng có nhìn vào những cái trái của họ và bạn hãy xem cái rễ gốc vì sao mà họ như vậy. Amen. Just like you go to a farm, an orchard, plant trees. Giống như là bạn đi ra một cái cánh đồng, một cái nông trại. What trees do you have here? Ở đây bạn có cái loại cây gì? Many kinds of trees. What kind of fruit? Ở đây mình có trái gì? Oranges. Oranges, You go to an orchard of oranges, orange trees. Ví dụ như là bạn đi đến một cái vườn cam. And you see a man talking to a tree. Và thấy một người đang nói chuyện với lại cái cây cam. To you may not be strange because you see Jesus talk to a tree before. Và đối với bạn có lẽ bạn thấy không ngạc nhiên bởi vì bạn thấy Chúa Giêsu đã từng nói chuyện với một cái cây. Right? Phải không? And this man talking to a tree. Và cái người đàn ông này nói chuyện với cái cây. And say to the tree. Và nói với cái cây đó. Orange tree. Hỡi cây cam. Hỡi. How's orange? Cam. Cam. Hokkien. Orange tree. Hỡi cây cam. If you really is an orange tree. Nếu mà ngươi thật sự là cây cam á. Give me my oranges. Thì ngươi phải ra lấy cam cho ta. Right? Phải không? But there's no fruit on the orange tree. Nhưng mà cái cây cam nó lại không có trái. Then you pass by, you saw this man talking to the orange tree. Và rồi bạn đi ngang qua đó, bạn thấy cái người đàn ông này đang nói chuyện với cái cây cam. You look at the man. Bạn nhìn người đàn ông đó. You look at the tree. Bạn nhìn vào cái cây đó. You look at the man. Bạn nhìn lại người đàn ông đó. You look at the tree again. Và bạn thấy ổng nhìn vào cái cây nữa. You realize the tree is not even planted. Và bạn thấy thậm chí cái cây đó còn chưa được trồng xuống nữa. As long as the tree is not even planted, you can't get fruits. Bao nhiêu lâu mà cái cây chưa được trồng xuống thì bạn không bao giờ có trái được. Amen. Many pastors and leaders. Nhiều mục sư và lãnh đạo. Desires fruit. Ao ước có trái. From their members. Từ tín hữu của họ. They demand fruit. Và họ đòi hỏi là phải có trái. But can I tell you that perhaps maybe they are not planted in the soil of God's love. Nhưng mà tôi nói bạn có thể họ đã không gieo trồng vào trong tình yêu của lời Chúa. They're not even rooted.
thậm chí họ chưa có đâm rễ nữa. Fruit is a byproduct. It is not the main thing. It is a byproduct of life. Và bông trái là một cái sản phẩm rất tự nhiên của cuộc đời. Amen. Have you seen orange fruit trying to bear fruit? Bạn có bao giờ struggling to bear fruit? Bạn có bao giờ nhìn thấy cái cành cam mà nó nỗ lực, nó vận động dữ lắm để nó ra trái chưa? No. Không. It's a byproduct of life. Nó là cái sự sản sinh tự nhiên. Say. Cũng vậy, cuộc đời này cũng vậy. I said to say life. Yeah, chúng ta hãy nói sự sống. Sự sống. Life. Say it again. Jesus never came to give us formula. He came to give us life. Chúa Giêsu không bao giờ đến để cho chúng ta những công thức mà Ngài đến để ban chúng ta sự sống. My pastor said this way. Và mục sư của tôi nói như vậy. Jesus not come. Chúa Giêsu không đến to make bad people good. Để làm cho người xấu trở thành người tốt đâu. Yeah. He made dead people live again. Nhưng mà Ngài làm cho người chết trở thành người sống. Amen. Amen. If he comes to make bad people good, then Jesus is no different from any other religion. Nếu mà chỉ làm cho người xấu trở thành người tốt thôi, thì Chúa Giêsu cũng không hơn gì các giáo chủ khác trên đời này. Jesus said, "I come that you may have life." Nếu mà Chúa Giêsu nói rằng ta đến để các ngươi sự sống. He came to bring life from the dead. We are all dead in our trespasses. Ngài đến để ban sự sống, tất cả chúng ta đều chết trong tội lỗi của mình, trong sự quá phạm của mình. Amen. I'm like you. We want fruit. Tôi cũng giống bạn, tôi cũng thích bông trái lắm. If it's from God, there will be fruit that comes. Và từ nơi Chúa thì bông trái sẽ đến. Amen. And the Bible calls this fruit in the book of Galatians, it is the fruit of the Spirit. Và trong Galati thì nói đến bông trái của Thánh Linh. Love, joy, peace. Đó là sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. It's the fruit of the. Đó là bông trái của Thánh Linh. Say fruit of the Spirit. Xin bạn hãy nói bông trái của Thánh Linh. Xin bạn nói một lần nữa. Question. Bây giờ tôi hỏi các bạn. Say shorten question. Yeah. Câu hỏi ngắn. Câu hỏi. Câu hỏi. Dạ, câu hỏi. Hỏi too long. Ngày mai tôi sẽ học được câu đấy dài. Question. Giờ tôi xin hỏi. Whose fruit is it? Bông trái này là của ai? Bông trái Thánh Linh. The Holy Spirit. Your fruit? Bông trái của bạn phải không? No. No. That means you don't produce that. Có nghĩa là bạn không có sản sinh nó ra. Amen. You don't produce the joy. Bạn không có thể nào sản sinh ra sự vui mừng được. You don't produce that patience. Bạn không thể nào sản sinh ra sự kiên nhẫn được. You don't produce even self-control. It's a truth. Thậm chí bạn cũng không thể nào sản sinh ra cái sự tiết độ được. A lot of Christians are still trying to produce the fruit. Produce the fruit. Nhiều Christ nhân đang nỗ lực sản sinh ra những bông trái. I have to be more loving. Tôi phải trở thành người yêu thương hơn mới được. I have to be more patient. Tôi phải kiên nhẫn hơn mới được. It is not your fruit. It is the fruit of the Spirit. Means He produced the fruit in and through you. Cho nên đó không phải là bông trái của bạn, mà đó là bông trái của Đức Thánh Linh, nhưng mà Ngài sản sinh nó trong bạn và qua bạn. Amen. Amen. It's good news. Đây là một tin mừng. That is, as far as concerned, I'm just a tree. Và như lúc nãy tôi nói đó là tôi chỉ là một cái cây thôi. God plants me into the soil of Chúa His love. Trồng tôi ở trong tình yêu của Ngài. Where do I get authority to say that? Làm sao mà tôi có được quy quyền để tôi nói như vậy? The Bible says in Ephesians that God has called us to be grounded and rooted in His love. Chúa muốn chúng ta đâm rễ vững nền trong tình yêu của Ngài. So God planted me into His love. Cho nên Chúa trồng tôi trong tình yêu của Ngài. And the love set, the love life of Jesus flows through me. Và cái tình yêu đó của Chúa Giêsu tuôn chảy qua tôi. I'm just a bearer of the fruit. I don't produce the fruit. Tôi chỉ là người mang, tôi chỉ là cái cây mang trái thôi, chứ tôi không có tự sản sinh ra được trái. And if there's any dead leaves, the life will make the dead leaves fall off. Và nếu như có cái lá úa nào đó thì chính cái sự sống đó sẽ làm cho lá nó rớt đi. Amen. 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 So put a smile on your face. Vậy nên bạn hãy cười giùm tôi một cái. It is not your effort anymore. Không phải là bạn nỗ lực đâu. It is not you. Không phải là do bạn đâu. It is Him that lives through us. Nhưng mà do Ngài sống qua chúng ta. Amen. The Bible tells us this one fact before I go on. Và cái thánh nói như vậy, tôi muốn nói một điều nữa trước khi tôi đi tiếp. The Bible says this, that God put us, all of us who believe in Him. Chúa nói rằng là Chúa đã
chúng ta tất cả chúng ta là những người tin nơi Ngài. In His Son Jesus. Ở trong con Ngài là Jesus. It's like this pen. Giống như là cái bút này. And like this book here. Như là cái cuốn sổ ở đây. Imagine. Mà hãy tưởng tượng. This book is Jesus. Đây là cuốn sổ này là Chúa Giêsu. And this is you. Và cái bút này là bạn. All right. Phải không? God put you. Đức Chúa Trời đặt bạn. In Jesus. Ở trong Chúa Giêsu. Who do you see? Bạn thấy ai? Jesus. When you look at a pen, can you see the pen? Nếu bạn muốn tìm cái viết, bạn tìm được không? No. God put you in Jesus. Yeah. Chúa bao phủ bạn ở trong Chúa Giêsu. Question. Giờ tôi xin hỏi. Why? Tại sao vậy? If you are so good in yourself. Nếu tự bạn mà trở thành một người quá tốt. If you can earn it on your own. Nếu bạn có thể tự đạt được nhiều điều bởi sự chính why, bạn. Why must God put you in Jesus? Thì Đức Chúa Trời phải đặt bạn vào trong Chúa Giêsu để làm chi? Amen. If you by your own effort, by your own discipline can get God's favor from God from him. Nếu mà từ cái sự kỷ luật của chính bạn, từ sự tiết độ của chính all bạn có thể nhận được ân điển từ Đức Chúa Trời. You don't have to be in Jesus, you can stand on your own. Thì bạn không cần phải ở trong Chúa Giêsu làm gì, bạn có thể tự một mình cũng được. But God knows you can't stand on your own. Nhưng mà Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời nói không, bạn không thể ở một mình được. Amen. Jesus not come to give us a second chance. Chúa Giêsu không phải đến để cho chúng ta cơ hội thứ hai. Some of us may have 30, 40, 50, 600, 100,001 chance already. Có lẽ nhiều người chúng ta đã có cơ hội làm thực hiện lại cơ hội thứ hai, thứ ba và thậm chí 100 lần nữa. The reason why God put you in Jesus. Và lý do tại sao Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong Chúa Giêsu. Is because God knows you can't stand on your own. Tại vì Chúa biết rằng chúng ta không thể tự đứng một mình. And yet God wants you to enjoy the benefits of Jesus Christ. Vì vậy Chúa muốn chúng ta hưởng lấy cái ích lợi ở trong Chúa Giêsu. And God cannot wait for you to be entirely perfect in your behavior to bless you. Therefore, God put you in Jesus. Và Chúa không thể đợi đến khi bạn hoàn hảo rồi mới chúc phước cho bạn, cho nên Ngài đặt bạn trong Chúa Giêsu. Amen. So today, when God sees you, who do you think God sees? Và như vậy ngày hôm nay khi Chúa nhìn thấy bạn, Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn thì Ngài nhìn thấy điều gì? God sees Jesus. Chúa nhìn thấy Chúa Giêsu. Amen. But the devil wants you to make you see yourself. Nhưng mà ma quỷ thì nó lại muốn bạn hãy nhìn thấy chính mình. To see your weakness, to see your failures. Nhìn thấy cái thất bại của mình, nhìn thấy cái yếu đuối của mình. And the tactic of the devil is to make you see yourself outside of Christ and in of yourself, your weaknesses and everything else. Và cái chiến thuật của ma quỷ đó là nó muốn bạn nhìn thấy những yếu đuối, những thất bại của mình trong chính mình. If he can do that, nếu nó có thể làm được điều đó, he can defeat you. Thì nó có thể đánh bại bạn. But the reality is this: God always sees you in Jesus. Nhưng mà cái sự thật đó là Chúa Giêsu luôn luôn đặt mình, Chúa Giêsu luôn luôn đặt chúng ta trong Chúa Giêsu. Và chúng ta không thể nào bị phân rẽ với Chúa Giêsu. Meaning to say, có nghĩa là God treats you today. Cái cách mà Đức Chúa Trời đối đãi với bạn ngày hôm nay, like He treats Jesus, cũng giống như cách mà Ngài đối đãi với Chúa Giêsu. Hallelujah. Amen. Amen. The Bible tells us when you look into the mirror of God's word in the book of 2 Corinthians. Ở trong Cô Rinh Thư nhì thì Chúa nói khi bạn nhìn vào tấm gương là lời của Chúa. Let's stand there just for one moment. Chúng ta hãy xem ở trong lời Chúa. 2 Corinthians chapter 3. Ở trong Cô Rinh Thư nhì đoạn thứ ba. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 3. Cô Rinh Thư nhì đoạn ba. The verse here in verse 18 teaches us about transformation. Trong câu thứ 18 ở đây nói đến cái sự biến đổi. Transform from weakness to strength. Đó là from biến đổi to health, từ yếu đến mạnh, từ bệnh tật đến khỏe mạnh. Transform from inside out. Biến đổi từ trong ra ngoài. Not change of behavior, but transformation from inside out. Không phải là thay đổi vài cái thái độ đâu, nhưng mà là một sự biến đổi từ trong ra ngoài. And the Bible tells us in 2 Corinthians 3 verse 18. Và lời Chúa nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu thứ 18. The way that we are transformed is by beholding in a mirror the glory of the Lord. Và cái cách mà chúng ta được biến đổi đó là chúng ta sẽ để mặt trời và nhìn xem sự vinh hiển của Chúa như trong gương. Is that in the Bible? Yes. Right? The Bible says that with unveiled face, as beholding as in a mirror the glory of the Lord. Chúa nói rằng chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển của Chúa như trong gương. Question. Tôi xin hỏi. When you look at a mirror, khi bạn nhìn vào một tấm gương, who do you see? Bạn thấy ai?
me. Yourself. Yes. Chính bạn. But when you look at yourself, và khi bạn nhìn vào chính bạn, there is no transformation. Thì bạn thấy không có sự biến đổi. Amen. When you look at the mirror, khi bạn nhìn vào tấm gương, you look at which hair is out of place. Thì bạn sẽ thấy là tóc của bạn nó lung tung. Sorry, combing your hair. Xin lỗi, có người nghe rồi nên tóc. So you look at if there's any pimple, if there's anything wrong, any dirt, you clean yourself up. Khi bạn thấy cái vết dơ hay là cái mụn hay cái gì đó, bạn làm cho nó sạch hết. Right. Phải không? As you grow older, và khi bạn lớn tuổi hơn, khi bạn nhìn vào gương, you realize you got more railway tracks on your forehead. Bạn thấy mình bắt đầu có nhiều nếp nhăn ở trên trán. You got more wrinkles. Bạn thấy mình có nhiều nếp nhăn. When you look at the mirror, you always see yourself. Khi mình nhìn vào gương là mình luôn luôn thấy chính mình. It's the same way we look at God's word. Cũng vậy, khi chúng ta nhìn vào trong lời của Chúa, when I look at the mirror of God's word, khi tôi nhìn vào tấm gương là lời của Đức Chúa Trời, if I see myself in the mirror of God's word, tôi có thấy chính mình trong tấm gương của lời Chúa không? What I must do, what I cannot do, what I should have done, những gì tôi nên làm, những gì tôi không nên làm, những điều lẽ ra tôi phải làm, I will not be transformed. Thì tôi sẽ không được biến đổi. For centuries, a lot of people reading the Bible to find out themselves what they must do, what they should not do. Biết bao nhiêu thế kỷ người ta cứ đọc kinh thánh và người ta xem những gì họ phải làm, những gì họ không được làm. The Bible says you're transformed not by beholding yourself, you're transformed by beholding the glory of the Lord. Và cái nó nói rằng là bạn không có được biến đổi là do chính bạn đâu, nhưng mà bạn được biến đổi là nhờ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Amen. So whenever you read the Bible, cho nên bất cứ lúc nào bạn đọc kinh thánh, don't see yourself. Đừng có nhìn thấy chính mình ở trong đó. You cannot be seen. Bạn không thể nào thấy được đâu. Amen. God wants you to see Jesus in all His beauty, in all His glory. Và Chúa muốn chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu trong tất cả những vẻ đẹp của Ngài. Because God's plan is that when you see Jesus, you see yourself in Him. Vì kế hoạch của Đức Chúa Trời đó là mỗi khi chúng ta thấy Chúa Giêsu thì chúng ta thấy chính mình ở trong Ngài. Hallelujah. You know, in most places I go to, trong hầu hết những nơi mà tôi đã đến, it's all over in Vietnam, in Cambodia, in Thailand. Tất cả mọi nơi nào là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia. The people, the pastors are still making the people look at themselves, look at their bad leaves, look at their bad fruits. Thì là tất cả mục sư, tất cả những người lãnh đạo đều muốn những tín hữu của mình phải nhìn vào chính mình, nhìn vào những bông trái của mình. Telling them where they've gone wrong will not transform them from inside out. Và nếu mình nói cho họ biết những điều họ sai thì sẽ không làm cho họ biến đổi đâu, nó sẽ không biến đổi từ trong ra ngoài đâu. Amen. You show them who they have, who they are and what they have in Jesus. Nhưng mà bạn hãy nói cho họ biết là họ là ai và họ có gì ở trong Chúa Giêsu Christ. That's why the Bible calls our preaching, what we have to share to the world and what we have to share to the church, the Bible calls it the gospel. Vì vậy mà Kinh Thánh mới nói nhiều chúng ta chia sẻ cho thế giới này là phúc âm, là tin lành. Say gospel. Bạn hãy nói những tin lành. Tin lành, tin lành, tin lành, tin lành. Tin lành. What is the gospel? Tin lành là gì? Good news. Good news. Say good news. Yeah. Tin mừng. Chúng ta hãy nói tin mừng. Tin mừng. Tin mừng. What is good news? Tin mừng có nghĩa là gì? You win $1 million. Bạn có được 1 triệu đô la. Đó là một tin mừng. It can be good and bad. Nó có thể tốt mà cũng có thể xấu đó. It's good. Wow, you got so much money. Tốt tin vui đó là bởi vì bạn có quá nhiều tiền. Bad because you think whether your children will be kidnapped. Nhưng mà tin xấu là bởi vì mình sợ với con mình có bị bắt cóc không đây. Bad, you think what's going to happen next, they're going to come and rob me. Yeah, tại vì tin xấu là bởi vì bạn không biết là người ta có sắp bắt cóc mình hay không đây. You know, của mình hay không đây? You know, in Indonesia. Bạn có biết là ở tại Indonesia, there are people who die. Có những literally người die. Có những người chết thật đó. When they win the lottery. Vì khi mà họ trúng số. You know why? Bạn biết tại sao không? Because their heart can't take it. Tại vì lòng họ, trái tim họ không chịu nổi sự kiện đó. Die. Mừng quá, ông có tiền lớn quá chết. Heart attack. Dạ, bị tim. Maybe God knows we cannot take $1 million. Có lẽ là Chúa biết là chúng ta không thể nào mà được trúng số 1 triệu không nổi, cho nên Chúa không chờ. Now listen, what is good news? Tin vui là gì các bạn?
Let me ask you this question. Tôi xin hỏi. Have you been hearing good news? Các bạn có bao giờ được nghe những tin vui chưa? Sometimes people come and tell you. Đôi khi người ta đến và nói cho mình nghe. Which one do you want to hear first, Pastor Daniel? Nói nha, mục sư ơi, mục sư muốn nghe cái tin gì trước? Good news or bad news? Mục sư muốn nghe tin vui, tin buồn. I have two things to tell you, good news and bad news. Có hai tin tôi muốn kể mục sư và mục sư muốn nghe tin nào trước? In this world, there will always be good news and bad news. Trên thế giới này luôn luôn có tin vui và tin buồn. But to be honest, nhưng mà nói thật, you don't hear a lot of good news. Bạn thường không nghe nhiều tin vui. News can only be news when they are bad. Tin vui thì có thể là tin tức, thì có thể là tin tức khi nó đã chết rồi. You read the newspaper. Bạn đọc tin tức trên báo. You watch TV. Bạn xem TV. You will tell you how many people died of this swine flu recently. Và bạn sẽ thấy được bao nhiêu người chết vì cái trận cúm vừa rồi. By the way, Singapore is fine. Mà luôn tiện tôi cũng xin nói là Singapore là hoàn hảo, không sao, không có bị cúm gì cả. Vietnam is fine. Việt Nam cũng không sao. Amen. Amen. Right? You can come on the nation, but you cannot come on God's people. You can come on the nation, but you cannot come on God's people. Chúng ta có thể đến trên các quốc gia, nhưng nó không thể đến trên dân sự của Chúa Trời. Amen. Why? Why? Tại sao vậy? Oh, because of Jesus. We are in Him. How can sickness, viruses come near Him? Làm sao mà virus với lại là bệnh tật nó đến với chúng ta được? Amen. Now, so news strikes on bad news. News can only be bad news out there. Yeah, và những tin tức nó có thể là những cái tin xấu. How many airplane crash? Những cái chuyến máy bay bị Which house got burned down? Những căn nhà phải bị cháy. There's no good news out there. Và trong đời này nó chẳng có tin vui đâu. But the sad thing is this. Và cái điều đáng buồn đó là your members, tín hữu của bạn, a Christian generally as a whole, tất cả các tín hữu. I hope you understand when I mention this. Tôi hy vọng bạn hiểu được điều này khi tôi đề cập đến điều này. When I say your members, khi tôi nói là tín hữu của bạn, I'm not particularly referring to you. I'm just saying generally as a whole. Và tôi không có nói là riêng ai đâu, mà tôi nói chung tín hữu của chúng ta. Even our church members. Ngay cả tín hữu của tôi nữa, của hội thánh. They are hearing bad news every day. Họ cứ nghe tin tức, tin buồn, tin rầu mỗi một ngày. Amen. Yeah. They come to church. Và họ đến hội thánh. What do you think they're hearing? Và bạn nghĩ là họ sẽ nghe cái gì đây? If they hear more bad news. Nếu mà họ nghe nhiều tin buồn quá. They come to church heavy burden. Đến hội thánh nặng nề mệt nhọc. Hearing all the bad news for one week. Trong cả một tuần lễ toàn là nghe tin xấu không? They come to church. Là họ đến hội thánh. They hear more bad news. Họ lại còn nghe thêm những cái tin xấu nữa. They go out even more burden. Và họ đi ra ngoài thậm chí còn nặng nề hơn nữa. And next week we tell them. Và tuần tới ta nói với họ. Come back again. Trở lại đi. Who wants to come back? Còn ai muốn đến nữa đâu? Amen. It's like a dog. Giống như là một con chó. How do you say dog? Chó. 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 Dog. You like dogs, yeah? Tất cả chúng ta đây Việt Nam có thích chó không? Yeah. Chó đi Thái Lan. I went to Thailand. Tôi đi Thái Lan. In Myanmar. Ở tại Myanmar. Myanmar. Gần Miến Điện. I asked them, do you like dogs? Tôi hỏi họ là chó không? Tất cả đều đưa tay lên nhé. So I thought they like dogs because it's a pet. Tôi tưởng là họ thích chó vì nó là con vật cưng ở trong nhà. No, they like dogs because they eat dogs. Thích chó vì họ thích ăn thịt chó. So I want to ask you this sincere question. Cho nên tôi xin hỏi bạn một câu hỏi rất chân thật. How many of you like dogs because you eat dogs here? Tôi thích chó bởi vì thích ăn thịt chó thì tôi đây. You eat dogs here? Bạn ăn thịt chó không? Yes. You eat dogs here? How many of you eat dogs here? Bao nhiêu người ăn thịt chó rồi xin được? Is it nice? Is it tasty? Yes. Có ngon không? Do you eat dogs? Yes. You should bring positive. Ông nên là đủ không này đi nữa. We don't mind trying. I don't mind trying. Làm thế nào cũng không phiền gì đâu. So say you see a dog. Ví dụ như bạn thấy một con chó. No, I don't see a lot of dogs on the street. Tôi không thấy nhiều chó ngoài đường ha.
It's all in the yes. Yes, I'm here. I have a dog at home. I tell my children Vietnamese eat dogs for food. Nếu mà tôi nói với con tôi là người Việt Nam họ thịt chó rồi. Có lẽ nó không dám đến đây. You see a dog. Ví dụ bây giờ bạn thấy con chó. And you are drinking your Vietnamese coffee. Và bạn đang uống cà phê Việt Nam. Strong coffee in Vietnam. Cà phê Việt Nam rất là mạnh, cà phê đậm đặc lắm. So you drink. Và bạn đang uống cà phê. And you see a dog. Bạn thấy một con chó. You. Bạn kêu nó. Do you do that? Bạn có kêu chó như vậy không? Yes. Dog come to you. Và con chó nó đến với bạn. Thinking. Bạn suy nghĩ. Kêu vậy đi. Nó sẽ vẫy vẫy cái đuôi. What's he thinking? Nó đang nghĩ cái gì vậy? It's good. Amen. Yeah. Which means good news. Nó vẫy đuôi đó là cái dấu hiệu của sự vui mừng, tin vui. The dog comes. Và nó chạy đến. Tail wagging. Và đuôi vẫy vẫy. You drink a coffee. Bạn uống cà phê. And the dog comes closer. Và khi con chó nó đến gần hơn. You kick the dog. Bạn đá nó một cái. The dog ran away. Và con chó nó chạy mất. Okay. 1 week later. Một tuần lễ sau. You go to the same coffee shop. Bạn cũng đến cái quán cà phê đó. The same dog comes in. Cũng con chó nó đến. And you. Và bạn kêu nó đến. What do you think the dog will do? Bạn nghĩ con chó sẽ làm gì? No, the dog will come again. Nó sẽ đến chứ. Right. Come again, wagging the tail. Nó cũng vẫn đến, đuôi vẫn vẫy. You kick it again. Bạn đá nó một cái nữa. Run away. Nó sẽ chạy mất. The third week. Tuần lễ thứ ba. You're drinking a coffee. Bạn lại uống cà phê. The same dog comes again. Cũng con chó đó trở lại. Bạn gọi nó. Bạn nghĩ là con chó nó sẽ đến không? The dog will look at you. Con chó nó sẽ nhìn bạn. Bye bye. Bạn nó chạy. You walk another way. À, bạn sẽ đi đường khác. Am I right? Tôi nói như vậy đúng không? Am I? Sometimes. Đôi khi. Dogs have more sense than human. Đôi khi con chó nó có những cái sự nhạy bén của nó hơn là con người. What do I mean? Tôi nói như vậy có nghĩa là gì? When the dog thinks they have good news, they only hear good news. I'm sorry, I'm referring dogs, okay? But yeah. Just an analogy. Tôi xin lỗi là tôi dùng con chó để làm minh họa, nhưng mà tôi muốn cái dùng cái hình ảnh đó để giải thích thôi. And they come to church. Giống như là con chó nó tưởng là có tin vui nên nó đến. Giống như người ta tưởng là có tin vui và người ta đến trong hội thánh. Instead of building them, instead of strengthening them. Thay vì mình là người gây dựng họ, xây dựng họ. Instead of feeding them. Thay vì nuôi dưỡng họ. Helping them in their faith. Giúp đỡ họ trong đức tin. We hit them. Thì chúng ta lại đánh họ. We look at the fruits. We look at their life. Và chúng ta nhìn vào bông trái của họ. Right? And they go off. Và họ đi ra. And you next week tell them come again. Và họ nói các biết, bạn nói với họ là tuần tới hãy trở lại. Do you think they'll come? Bạn nghĩ là họ sẽ đến không? Out there from Monday to Friday to Saturday, they already hearing bad news. Vì từ thứ hai đến thứ bảy họ đã nghe những cái tin dữ rồi. You know, as far as my life is concerned. Và khi tôi suy nghĩ về cuộc đời của tôi, I don't care what my life around me may not be perfect. Tôi không có quan tâm đến cái cuộc đời xung quanh tôi có thể là hoàn hảo. I don't care what are my storms in my life, my challenges. Tôi cũng không có quan tâm đến những cơn bão, những cái thách thức trên cuộc đời của tôi. As long as I know. Nhưng mà bao lâu tôi biết God is for me. Đức Chúa Trời là của tôi. If I know God is for me, nếu who can be against me? Tôi biết Chúa đứng về phía tôi thì không ai có thể nghịch lại tôi được. Amen. But if I go to church on Sunday thinking, hearing God is against me. Nhưng mà nếu tôi đến hội thánh vào ngày Chủ nhật mà tôi nghe Chúa chống nghịch lại với tôi, chống cự với tôi. What hope is there for Monday? Còn cái gì là hy vọng nữa? What Tuesday? What hope cho there? Ngày thứ hai, cho ngày thứ ba của tôi. Amen. God is for us. Đức Chúa Trời là của chúng ta, Ngài đứng về phía chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. The Bible calls the gospel of Jesus Christ as the good news. Và Kinh Thánh gọi phúc âm của Chúa Giêsu là tin mừng. Say good news. Bạn hãy nói tin mừng. How many like to hear good news? Bao nhiêu người được chúng ta thích nghe tin mừng? Amen.
Every time you go to church, you should be hearing good news. Mỗi lần mà người ta đến hội thánh, người ta phải được nghe tin mừng. Hallelujah. It is not like this, okay? You go to a crusade. Chứ không thể nào, ví dụ như bạn đến một cái chiến dịch truyền giáo. You hear good news. Oh, Jesus loves you. Oh, Jesus died for your sins. Oh, Chúa Giêsu chết cho bạn. Chúa Giêsu cứu bạn, vân vân. Then after that, you go to church. Và sau đó bạn đến trong hội thánh. You hear bad news. Thì bạn lại nghe những tin buồn. Something's wrong. Đôi khi nó sai trật như vậy. Which means to say, if that's the truth. Và nếu nó đúng như vậy thì có nghĩa là every evangelist is a liar. Mỗi một nhà truyền giáo đều là một người nói dối. Come on. Yeah. Every evangelist out there is a hoax. He's a cheater. Tất cả những nhà truyền giáo ở những chiến dịch truyền giảng lớn đó, họ đều là những người lừa đảo cả. Amen. They tell you it's good news. Tại vì Jesus, tại vì trong những truyền giáo lớn thì họ nói rằng đây là tin vui, tin mừng, Chúa tha thứ, Chúa thương xót, tình yêu thương của Chúa. Then you go to church, you hear bad news. Nhưng mà khi bạn đến với hội thánh của họ, ở trong hội thánh đó, thì họ lại nghe những cái tin buồn. Amen. It's like you read a contract. Giống như là bạn đọc một cái hợp đồng. They write to you something big, bold letters. Và họ viết cho bạn cái lá thư với những cái từ ngữ rất to. Salvation. Nào là sự cứu rỗi. Big, big, bold letters. Những cái từ ngữ đau to búa lớn. Free gift. Những ân sủng ban cho nhưng không. Amen. Is it free? Có phải nhưng không phải không tốn kém gì hết phải không? Amen. Signed by the blood of Jesus. Và được ký bởi huyết của Chúa Giêsu. And you put your name there as a recipient. Và bạn ký tên bạn vào đó là người nhận ký hợp đồng đó. You're so happy with the piece of paper. Và bạn rất vui nhận lấy cái tờ giấy đó. You bring the church. Và bạn đem đến hội thánh. The pastor takes a piece of paper from you. Và mục sư lấy cái tờ giấy đó của bạn. Salvation free. Và sự cứu rỗi tự. But don't forget to read behind all the small letters. Sự cứu rỗi là đúng là không phải trả giá rồi, nhưng mà đừng có quên mấy cái chữ đằng sau, có biết đằng sau điều kiện bài mục. All the terms and conditions. Tất cả những cái đó đều là điều kiện hết. All what you must do to maintain. Muốn giữ cái sự cứu rỗi đó, bạn phải làm những cái gì mới giữ được. We have been duped, or we have been cheated. Và họ mới phát hiện ra thôi rồi mình bị lừa. It is not a good news anymore. Và như vậy không còn là một tin mừng nữa. This good news of Jesus Christ. Và tin mừng này về Chúa Giêsu Christ. Listen, it did not begin with you. Và chúng ta hãy nghe, nó không được bắt đầu từ chúng ta đâu. You didn't start this good news. Chúng ta không phải là người khởi xướng cái tin mừng này đâu. Amen. Amen. If you didn't start this good news. Và vì vậy nếu chúng ta không phải là người khởi xướng tin mừng này. It doesn't depend on you. Thì tin mừng đó cũng không tùy thuộc vào bạn. Thank God. Yeah. Amen. Amen. It begins with who? Nó được ai bắt đầu? It begins with him. Nó được bắt đầu từ nơi Chúa. Since he started it. Và vì Ngài là đứng khởi xướng nó. He will maintain this good news in our life. Thì Ngài có quyền duy trì cái tin mừng đó ở trong cuộc đời của chúng ta. The Bible calls this gospel everlasting gospel. Và cái thánh gọi tin mừng đó là tin mừng đời đời, tin mừng mãi mãi. Forever. Đến mãi mãi. Hallelujah. Not until the day you fail. No. Forever. Không phải là đến cái ngày mà bạn bị thất bại đâu, nhưng mà đến mãi mãi. Since it doesn't depend on you to keep it, therefore it doesn't depend on your performance to maintain it. Vì vậy nó không phải là khởi xướng từ nơi bạn, cho nên nó cũng không phải là do nơi bạn mà có thể giữ được. Hallelujah. Amen. 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 Now if I go on. Và nếu tôi tiếp tục. Things will become clearer. Thì mọi sự sẽ trở nên rõ ràng hơn. I have tomorrow night. Chúng ta còn có tối ngày mai. I have Wednesday afternoon and evening. Và chúng ta có chiều thứ tư và tối thứ tư. And hopefully Thursday morning. Và hy vọng là sáng thứ năm. I pray that you come for all. Và tôi hy vọng tất cả các bạn đều đến đầy đủ. Things will get clearer. You may have your questions. Và mọi sự sẽ được sáng tỏ hơn. Quý vị có thể có những câu hỏi thắc mắc. And I will answer the questions as the day goes by. I cannot possibly answer everything in one setting. Và tôi sẽ dần dần trả lời những câu hỏi. Tôi không thể nào trả lời tất cả các câu hỏi trong cùng một đêm được. Hallelujah. So smile. Cho nên xin bạn hãy cười với tôi. The best advertisement you have is a face. Yeah. The best advertisement. Yeah. Cái sự quảng bá đầu tiên đó cho mọi người đó là cái gương mặt, cái nụ cười của bạn. Have you seen someone who's born again? Bạn có bao giờ thấy một người được tái sanh? Just born again. Vừa mới được tái sanh. They can't help but smile. Không thể nào mà không cười được. Something
bubbling on your side. Có một cái gì để nó sôi sục ở bên trong. Right? Phải không? Bạn thấy không? Then after that you see them a few years later. Nhưng mà vài năm sau bạn nhìn cái người đó. No more the same. Không còn như vậy nữa. It's hard to live a Christian life. Thật là sống đời sống cơ đốc khó khăn quá. Something is wrong. Có cái gì sai rồi? My pastor many years ago. Có một cái mục sư của tôi cách đây nhiều năm. When I was just a teenager. Lúc bây giờ tôi là một thanh niên. He was my youth president. Và ông là mục sư thanh niên của tôi. And he was preaching to us. Ông giảng cho chúng tôi. Come on, you can do it. You can love God. You can do this. You can. Bạn có thể làm được điều đó. Bạn có thể học hỏi từ nơi Chúa. But all the while, in his heart. Nhưng mà cùng lúc đó thì trong lòng ông. He says this. Ông đang nói với chính mình. I couldn't make it. Tôi không làm được điều đó. I hope you can. Tôi hy vọng bạn không làm, còn tôi thì làm được. That's not a Christian life. Đó không phải là đời sống Cơ Đốc. I go all over. I tell them, answer this question. Và rồi tại vì tôi kể tiếp cho bạn nghe, tôi hỏi ông câu hỏi này. I ask them, how many find hard to live a Christian life? Tôi hỏi rằng là có bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy khó sống đời sống Cơ Đốc? And they lift their hand, the honest ones. Và những người chân thật thì họ đưa tay lên. Some pastors and leaders lift their hands. Có những mục sư lãnh đạo cũng đưa tay lên. So I will not ask you to lift your hand today. Cho nên ngày hôm nay tôi không hỏi bạn đâu, tôi không bảo bạn đưa tay lên đâu. You can answer from your heart. Bạn cứ tự trả lời cho so mình. So the pastors all lift their hands. Cho nên khi tôi ở giữa các mục sư, có đôi khi tất cả các mục sư đều đưa tay lên. And I say this to them. Và tôi nói với họ. It is not hard to live a Christian life. Đời sống của đó không phải là khó sống đâu. That's how the stronger ones say, Amen, Amen, Amen. Và người ta la lên, Amen, Amen, Amen. So I make this another statement. Nhưng mà tôi nói một câu nữa. It is not hard to live a Christian life. Đời sống Cơ Đốc không phải là khó sống đâu. It is impossible to live a Christian life. Nhưng mà đời sống Cơ Đốc là không thể nào sống được thì đúng không? Hallelujah. God did not meant for you to live the Christian life. Chúa không có dự định là bạn phải sống đời sống Cơ Đốc đâu. God meant for him to live his life through you. Nhưng mà Chúa đã dự định là Ngài sẽ sống đời sống Cơ Đốc qua bạn. Amen. To live His love through you, to live His patience through you. Amen. So we are sống tình yêu qua bạn, sống đời sống kiên nhẫn qua bạn. Chúng ta chỉ là một cây thôi. Amen. Amen. And that's the good news. Và đó là tin mừng. There's so much more. Và có quá nhiều điều như chúng ta cần biết. I hope if I make this statement, I hope you can understand this. Và tôi nghĩ, tôi hy vọng khi tôi nói như vậy, bạn có thể hiểu được. Because it can be quite bright. Vì nó có thể là hơi sửng sốt. I pray. Tôi cầu nguyện. For the next, when I'm here, for the next few days. Tôi cầu nguyện để khi tôi ở đây trong những ngày sắp tới. You don't listen with your head. Bạn sẽ không nghe bằng cái tâm trí của mình. Because there are many things that we have learned along the way, we have picked up, we have understand. Tại vì có nhiều điều mà chúng ta sẽ học, sẽ nhận lấy. And you find that you have formed certain mindset, if you please, mindset that you have. Và chúng ta thấy là chúng ta có một cái định kiến, một cái suy nghĩ như thế nào đó về Đức Chúa Trời đã định sẵn trong chúng ta rồi. Don't listen with your head. Cho nên bạn đừng có suy nghĩ bằng cái đầu của mình. I want you to listen with your heart. Mà tôi muốn bạn hãy nghe bằng tấm lòng của mình. And I'll show you scripture to prove. Và tôi sẽ lấy Kinh Thánh để chứng minh điều tôi nói. But listen with your heart. Nhưng mà bạn hãy nghe bằng tấm lòng. Because each one of you have the Holy Spirit living on inside of you. Vì tất cả quý vị đều có Thánh Linh của Chúa đang ngự trong lòng mình. And the Holy Spirit will bear witness to truth. Và Thánh Linh sẽ chứng nhận điều đó là thật, là chân lý. Truth will set you free. Và lẽ thật thì sẽ giải phóng chúng ta. Amen. Now, I want to make this statement. Và tôi muốn nói câu này. The gospel, which is good news. Tin lành, tức là tin vui. This good news doesn't depend on me. Tin vui đó không lệ thuộc vào tôi. It begins with him. Nó đã được bắt đầu từ Ngài. And ends with him. Và nó sẽ được kết thúc ở trong Ngài. Amen. Amen. It doesn't begin with him and ends with me. Chứ không phải là nó bắt đầu từ nơi Ngài, nó kết thúc ở nơi tôi đâu. I have no part to play. Tôi không có quyền gì trong đó cả. If there's anything I'm involved, it's that I enjoy the benefit of this good news. Nếu có cái gì đó mà tôi được dự phần, đó là tôi vui hưởng trong cái tin lành đó thôi. If you are involved in maintaining this good news. Nếu mà bạn dự phần vào trong sự duy trì cái tin mừng đó, you become the weak link. Thì you are a weak link. Thì bạn sẽ là cái móc nối kết mà nó là cái móc yếu nhất. The chain is as strong as the weakest link. Ngay một cái dây xích nó rất là mạnh mẽ từ cái mắt của nó như vậy, nhưng mà đến cái phần của bạn là cái móc yếu nhất. So God doesn't want this chain to be broken. Mà Chúa không muốn cái sự dây xích nó đứt đâu.
God wants His gospel to be forever, everlasting. Mà Chúa muốn cái sự hy sinh của tin lành đó nó phải được mạnh mẽ cho đến cuối cùng, cho đến mãi mãi đời đời. When God made a covenant with Abraham, khi Chúa lập giao ước với Abraham, who is greater, God or Abraham? Thì ai vĩ đại hơn ai, Đức Chúa Trời hay là Abraham? God. Chúa. Who can keep the part of His covenant, God or Abraham? Ai có thể giữ cái phần giao ước của mình, Đức Chúa Trời hay là Abraham? God. Chúa. But God still want to cut a covenant with Abraham. Nhưng mà Chúa vẫn lập giao ước với Abraham. But Abraham is just like you and me, weak link. Nhưng mà Abraham cũng giống như bạn với tôi thôi, là một cái móc rất là yếu ớt. Amen. But God wants Abraham to receive the blessings. Nhưng mà Chúa muốn Abraham nhận lấy cái phước hạnh đó. But not involved in maintaining. Nhưng mà Chúa không có bằng lòng ông giữ cái vai trò trong việc duy trì cái phước hạnh đó. That's why God put Abraham to sleep. Vì vậy Chúa mới để cho Abraham ngủ. Amen. The Bible tells us a fiery furnace came. Và cái nó nói rằng là ngọn lửa đến từ trời. And a smoking oven, the two of them in Genesis. Dạ, ở trong Sáng Thế Ký nói như vậy. It's a picture of God and Jesus Christ cutting the covenant. Đó là cái bức tranh của Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời cắt cái giao ước đó. God made a covenant with Himself, with His Son. Chúa lập giao ước với chính mình, đó là con trai của Ngài. But who gets the benefit? Nhưng mà ai nhận được kết lợi đó? Abraham. Abraham nhận được. Today we are like children. We are children of Abraham. Ngày hôm nay chúng ta cũng như là chúng ta là con cái của Abraham. We are not involved in maintaining the covenant. Chúng ta không phải là người giữ phần trong việc duy trì cái giao ước đó đâu. We enjoy the blessings. Nhưng mà chúng ta chỉ cần vui hưởng cái giao ước đó, cái phước hạnh đó thôi. Hallelujah. Amen. So this covenant doesn't depend on you, but you get to enjoy it. Nhưng mà cho nên cái giao ước này không có lệ thuộc vào bạn đâu, nhưng mà bạn chỉ được vui hưởng trong giao ước đó. Now listen. Bạn hãy nghe. Christianity. Cơ đốc giáo. It's not a religion. Không phải là một tôn giáo. Amen. Amen. The word religion means to bind. Và cái chữ tôn giáo có nghĩa là buộc trói. To hold tight, bind. Có nghĩa là nắm chặt. Every religion binds. Cái tôn giáo nào cũng cô bạn hết. But Jesus came to set us free. Nhưng mà Chúa Giêsu đến để giải phóng chúng ta. Christianity is not a religion. Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo. Listen to me. Chúng ta, bạn hãy nghe tôi. If the Christianity that you believe in, nếu cơ đốc giáo mà bạn đang tin, is no different from where you came from, mà không khác gì với cái bối cảnh của bạn ngày xưa, then we are no different from any other race, any other religion. Chúng ta cũng đâu có khác gì với các tôn giáo khác đâu. Are you hearing me? Yes. Các bạn có đang nghe tôi nói không? If there's no difference between my life today and my life before, nếu cơ đốc giáo, what I believe before, nếu mà đời sống của tôi ngày xưa với bây giờ cũng không khác gì nhau, thì đã có cái gì sai trật rồi. Christianity is not a self-improvement program. Và Cơ Đốc giáo không phải là một chương trình cải thiện cá nhân. It is not a self-reformation project. Nó không phải là cái chương trình cá nhân cải thiện, cứ biến đổi, cải thiện, cải thiện. It's like this. Nhưng mà nó là. Supposedly you are a rich man. Ví dụ bạn là một người rất giàu có. You walk down a warehouse. Yeah. There are warehouses. Huge warehouse. Yeah, bạn có một cái nhà nhà kho rất là lớn. Right? You look at the warehouse. Và bạn nhìn vào cái nhà kho đó. Torn, broken. Những cái cây sắt nó bị gãy. The roof torn, open up. Và cái mái nó bị dở ra. Window broken. Cửa cũng bị hư. Foundation all gone. Và cái nền nó bị hư. Water pipe leaking. Và nước thì chảy. And the owner came up to you and tell you. Và cái chủ nhà đó đến nói với bạn. Sir. Thưa ông. If you want to buy this warehouse. Nếu ông muốn mua cái nhà kho này, I'll make sure the ceiling is repaired. Thì tôi bảo đảm là trần tôi sẽ làm lại. Every pipe that's broken, I'll repair. Tất cả những cái gì mà vỡ hư tôi sẽ làm lại. I'll make sure the floor, I'll repair the window, whatever needs to repair. Tôi sẽ sửa cái cửa, tôi sẽ làm lại cái nền nhà. Rich man, you, the rich man says no, please don't do that. Và người giàu có là bạn, bạn sẽ nói không. I'm not interested in you repairing all these things. Tôi không có muốn bạn sửa ra cho tôi đâu. What I want to do. Nhưng mà tôi muốn cái gì? I want to tear down the whole warehouse. Tôi sẽ dựng sập cả cái tòa nhà này. And build a hotel. Và tôi sẽ xây một cái hotel, khách sạn. Amen. It's like we come into Jesus. Giống như chúng ta đến với Chúa Giêsu. He's the rich man. Ngài là đứng giàu có. We are the warehouse. Còn chúng ta là cái ngôi nhà, nhà kho đó, cũ kỹ đó. Jesus, you saved me.
Chúa Giêsu ơi, Ngài cứu con rồi. I promise you, my thinking will be made good. Con hứa với Chúa từ đây tư tưởng con sẽ thay đổi. Whatever that's leaking wrong in my life, I'll repair for you. Chúa ơi, tất cả những cái gì mà rỉ hụt trong cuộc đời của con, hứa với Chúa con sẽ sửa lại hết. Any foundation that's wrong, I'll patch it back. Và nếu mà cái nền nhà có bị hư, con cũng sửa lại luôn. Jesus said, I'm not interested in you building your life yourself. Và Chúa nói rằng là ta không có thú vị khi nghe con nói là con tự xây dựng lại đời. What I want to do. Nhưng mà điều ta muốn là I will tear down self. Ta sẽ dập sập cái con người đó của con. And build in you a new creation. Và xây dựng ở trong con một tân tạo vật. Amen. Amen. Never existed before. Là a new creation. Chưa bao giờ hiện hữu trước đây, một con người mới hoàn toàn. But we're still busy trying to make this work, make that work. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đang bận rộn sửa lại cái này một chút, sửa lại cái. God is not interested in self-program, self-improvement. Chúa không có quan, Chúa không có thú vị, không có thích thú khi chúng ta thực hiện những chương trình tự chính mình thực hiện đâu. I mean, so Christianity is not a self-improvement program. Cho nên tôn giáo không phải là một chương trình cải thiện chính mình. Christianity is receiving His life. Nhưng mà tôn giáo tức là nhận lấy sự sống của Ngài. Now, let me ask you this question. Và tôi xin hỏi quý vị. I hope you understand this. Tôi hy vọng bạn hiểu. Salvation, sự cứu rỗi. Jesus Himself, life. Salvation, Jesus, which is salvation. Chúa Giêsu tức là sự sống. Himself, Jesus is salvation. Chúa Giêsu là sự sống và danh Ngài là cứu rỗi. Salvation, sự cứu rỗi. Cannot be earned. Không thể nào do chúng ta kiếm được. By good works. Bởi những công việc làm. Amen. Yes. Do you agree? Bạn có đồng ý không? Amen. 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 Now listen. If you cannot earn salvation, nếu bạn không thể tự kiếm được sự cứu rỗi, with good works, với những công việc làm, can you lose it when you do bad? Thì chúng ta có thể làm mất sự cứu rỗi vì mình làm những điều xấu, hay không? Không. Think for a while. Chúng ta hãy suy nghĩ một lát với cả tâm lòng của mình. If salvation can be earned by my good works, nếu sự cứu rỗi được mua bằng những công việc làm của tôi, then I agree it can be lost with my bad ones. Thì tôi đồng ý là sự cứu rỗi đó có thể bị mất đi bởi những công việc xấu xa của tôi. But if salvation cannot be earned by good works, I can't earn it. Nhưng mà nếu sự cứu rỗi không do những công việc làm của tôi không thể nào mua được. And you say amen. Và bạn nói amen. 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 Cannot be earned. Không thể nào mua được. By your good works. Bởi những công việc làm của bạn. How then can your bad one lose it? Thì làm sao mà bởi những công việc xấu xa của bạn có thể mất sự cứu rỗi được? Now, I'm not encouraging sin. Không, ở đây tôi không khích lệ bạn phạm tội đâu. I'm the same as you, we are for fruit. Chúng tôi cũng giống như là bạn, tôi chúng ta luôn luôn muốn những bông trái. Christian, this gospel begins with who, not you. Tức là này được bắt đầu từ ai, không phải bạn rồi. It begins with God. Bắt đầu với Đức Chúa Trời. Who initiated this salvation? Và ai là đứng khởi xướng cái sự cứu rỗi này? You. Bạn chăng? God. Yes. Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Now listen. Listen with me. Mà hãy nghe. I'm against sin. Tôi chống nghịch lại với tội lỗi. Sin was the reason why Jesus died on the cross. Vì tội lỗi mà Chúa Giêsu đã đến mà chết trên thập tự giá. Amen. Amen. Sin was the reason why He died a cruel death on the cross. Và vì nữa tội lỗi mà Ngài đã phải chết một cái chết khủng khiếp ở tại thập tự giá. I'm against sin. Và với cái án của sin của tôi. I'm not giving excuses for sin. Chống cự lại tội lỗi, tôi không hề bào chữa cho tội lỗi, tôi không đứng về phía tội lỗi. But listen to the truth. Nhưng mà hãy bạn hãy nghe chân lý ở đây. If I can't earn it with my good works, nếu tôi không thể mua sự cứu rỗi bằng công việc làm của tôi, how can I lose it? Thì làm sao tôi mất sự cứu rỗi được? With my bad ones, với những công việc xấu xa của tôi. Như vậy thì tôi cần phải ăn tội lỗi thôi. Then I don't need to repent. No. Give me time. Và hãy cho tôi có thời gian để hết. Hear me out. Yeah. Okay, I know when I make a statement there will be questions. Tôi biết khi tôi nói như vậy thì bạn sẽ thắc mắc. Give me time, and I'll tell you why. Cho tôi có thời gian, tôi sẽ giải thích. But I'm not going there at the moment. But please listen to me. Yeah, tôi chưa nói đến phần đó. Now, if Jesus saved me not because of my good works, nếu Chúa Giêsu cứu tôi không vì việc làm của tôi, who saved me? Ai cứu tôi? Jesus. Chúa Giêsu. He saved me because of my sins. Ngài cứu tôi vì cái tội lỗi của tôi. Amen. Now, if you do wrong, nếu bạn làm điều sai, you can lose the salvation. Và bạn mất sự cứu rỗi. You are saying,
thì bạn đang nói rằng your sin, tội lỗi của bạn is greater than Jesus, lớn hơn là Chúa Giêsu. You understand me? I'm against sin. I hope you understand. Tôi không I'll come to repentance in a while. I'm against it. Và tôi cũng thường xuyên ăn năn. The way to overcome sin, cái cách để đắc thắng tội lỗi, is never described in the scripture. Never described in the scripture. Không được mô tả trong Kinh Thánh. As your effort to fight against sin. Never described. Như là cái cách nỗ lực của mình để chống lại tội lỗi, Kinh Thánh không bao giờ mô tả như vậy. It's never even described in the Bible as your effort to keep the law. No. Và Kinh Thánh cũng không bao giờ nói là cách đắc thắng tội lỗi là bạn phải giữ luật pháp. The Bible says the way for us to be transformed is by beholding Jesus. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là cách mà chúng ta được biến đổi là chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Amen. I give you time, I explain more. Now. Cho tôi có thời gian, tôi sẽ giải thích thêm. So grace, God's goodness, the Bible calls the grace of God, the goodness of God. Cho nên sự ân điển của Đức Chúa Trời, sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Let's turn to the Bible in the book of Romans chapter 1. Vậy chúng ta hãy xem trong Roma đoạn 1. Hallelujah. Say good news. Xin bạn hãy nói tin mừng. Tin mừng. Tin mừng. Tin mừng. Tin mừng. Good news. Tin mừng. Now who begin this good news once again? God himself. Ai bắt đầu tin mừng này một lần nữa đó chính là Đức Chúa Trời. And God is able to maintain his good news. That's why it's for his everlasting as he is everlasting. Và chỉ có một mình Chúa là có thể duy trì cái tin mừng đó cho nên Ngài đến đời đời cho đến đời đời. Now look at this gospel described by the Apostle Paul. Bây giờ chúng ta hãy xem tin mừng này được mô tả như thế nào bởi sứ đồ Phaolô. In the book of Romans chapter 1 verse 16. Trong Roma là 1 câu thứ 16. The Bible tells us here, for I'm not ashamed of the gospel of Christ. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. What is the gospel? The gospel of Christ. Ở đây không có nói là tin lành mà thôi, mà nói là tin lành của Đấng Christ. The good news concerning Jesus. Tin vui ở đây là nói về Chúa Giêsu. Gospel means good news. Và tin lành có nghĩa là tin mừng. In another word, someone say this way, too good to be true. Và có một người nói, như vậy là quá tốt đến nỗi khó có thể tin rằng đó là điều thật. Every good news we hear in this world cannot be compared to the good news God has for us. Tất cả những cái tin vui trong trần gian này không thể nào so sánh với cái tin vui mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Sometimes we hear good news from our uncle, from whoever, from this nation, from that nation, but nothing compared to God's good news. Đôi khi chúng ta nghe tin vui từ người cậu, người chú, từ dân tộc này, từ dân tộc kia, nhưng không có tin vui nào có thể so sánh được với tin vui của Đức Chúa Trời. This good news is of Christ. Và đây là tin vui của Đấng Christ. The good news concerning him. Tin vui này là nói về Ngài. News means message of his goodness for us. Và tin tức ở đây tức là cái sứ điệp của Ngài dành cho chúng ta. Now when you look at the Bible, read that again. Và khi bạn nhìn Kinh Thánh. And he says here, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. What is the power of God? Quyền năng của Đức Chúa Trời là gì? Read your Bible. Chúng ta hãy đọc Kinh Thánh. To save all who believe. To save all who believe. No, the Bible says here, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God, right? What is the power of God? Thật vậy, tôi không hỏi hẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Vậy quyền phép của Đức Chúa Trời là gì? Yeah. What is the power of God? Quyền năng của Đức Chúa Trời là gì? Is that? I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is, what is that? It is the power of God. Thật vậy, tôi không hỏi hẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Về cái chữ đó, cái đó là cái gì? Trong bản tiếng Việt của chúng ta, I understand. Yeah, trong tiếng Việt của chúng ta thì không có cái chữ it is đó, nhưng mà nó hàm ý như vậy. Well, according to that verse, don't read it according to what you know is the power. Yeah, và đừng căn cứ vào những gì mình biết đâu, chúng ta cứ căn cứ ngay vào trong cái câu Kinh Thánh này. Sometimes I ask the question, what is the power of God? They say fasting. Sometimes I ask them, what is the power of God? They say fasting. Sometimes they say praying. Sometimes they say this. There are so many definitions for the power of God. Tôi nghe hỏi. Good news. Yeah.
So where do you find the power of God according to this verse? Dạ, yeah, căn cứ trong câu kinh thánh này thì bạn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời là gì? Dạ, yeah, good news. Amen. Amen. For it is the power of God. The good news is the power of God. Dạ, tin lành tức là quyền năng của Đức Chúa Trời. If you read quyền năng của Đức Chúa Trời tức là tin lành. If you read in 1 Corinthians, don't you read? Chúng ta đọc ở trong Corinthians. The Bible says. Kinh thánh nói rằng. We preach. Chúng ta giảng. Christ crucified. Đấng Christ chịu đóng đinh. Amen. Christ crucified is the power of God and the wisdom of God. Đấng Christ chịu đóng đinh là quyền năng của Đức Chúa Trời và là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Amen. Where do you find the power of God? Christ crucified. Bạn tìm thấy sự khôn ngoan, quyền năng của Đức Chúa Trời ở đâu? Trong sự đóng đinh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah. And Christ crucified is và the gospel. Đấng Christ chịu đóng đinh là tin lành. Which is the power of God? Đó chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. We look for power in so many different places. Chúng ta đi tìm quyền năng ở những nơi khác nhau. But God tells us very clearly here, the gospel is the power of God. Nhưng mà cái thánh nói rất rõ ràng, đó là tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời. Unto salvation, để được cứu rỗi. Salvation then means everything good. Và cái sự cứu rỗi đây có nghĩa là mọi điều tốt lành. What do you have inside salvation? Chúng ta phải làm gì để có sự cứu rỗi? Is hell inside that? Ở trong sự cứu rỗi thì có cái gì? Có sức khỏe của mình không? In salvation, yes. Trong sự cứu rỗi có không? Có cả sức khỏe của chúng ta phải không? Amen. Peace of mind, is it there in salvation? Có tâm trí bình an cũng ở trong sự cứu rỗi phải không? Yes. Yes. Righteousness, having peace with God, righteous with God, is it there? Công chính, cái mà hòa thuận với Đức Trời phải không? Yes. Prosperity, is it there? Có sự thịnh vượng ở trong đó phải không? Yes. It's all in the salvation wrap up. Tất cả đều được gói gọn trong. How do I get this salvation? Làm thế nào để tôi nhận được sự cứu rỗi đó đây? Don't think of salvation as just I'm saved from hell. Đừng có nghĩ rằng là sự cứu rỗi chỉ là tôi được cứu khỏi địa ngục mà thôi. Salvation is a big word. Nhưng mà yes. Chỉ sự cứu rỗi là một từ rất lớn. You can put healing there. Mà bạn có thể đặt sự chữa lành vào trong đó. You can put soundness of mind. Bạn có thể đặt một tâm trí bình an ở trong đó. Amen. Everything good you need is found in that salvation. Tất cả những điều tốt lành nào bạn cần đều có ở trong sự cứu rỗi. And how do I get it? Và làm sao tôi nhận được sự cứu rỗi đó? By the gospel. Bởi phúc âm của tin lành. By the good news. Bởi tin mừng. And question. Và tôi xin hỏi. How does this good news get to you? Làm thế nào để cái tin mừng này đến với bạn? Yeah, news need to be heard. Đó là tin lành phải được bày tỏ ra bởi sự người ta nghe. Amen. For news, for good news to be news, you need to hear. Để tin tức mà nó trở thành tin tức thì bạn phải nghe. Amen. The question is this: what are we hearing? Và nhưng mà câu hỏi đó là chúng ta luôn đang nghe cái gì? We need health. Chúng ta cần có sức khỏe. We need healing. Chúng ta cần sự chữa lành. But what are we hearing? Nhưng mà chúng ta nghe cái gì? The gospel is the power of God unto your healing. Đó là tin lành là sự cứu rỗi của Chúa cho sự chữa lành của bạn. Hallelujah. Amen. Amen. Say good news. Bạn hãy nói tin mừng. Tin mừng. Amen. Amen. You know when I hear the good news again. Khi tôi nghe cái tin mừng một lần nữa. My burden is no longer on my shoulder. Thì là cái gánh nặng không còn trên vai của tôi nữa. When I hear again, I believe. Khi tôi nghe tin mừng, tôi tin. That's why the Bible says at the end of the chapter, the just shall live by faith. Vì vậy ở cuối đoạn này thì nói rằng là người công bình sẽ sống bởi đức tin. Hallelujah. Now let me just say something more about the gospel. Và tôi xin nói thêm về tin mừng. I'm conscious of the time, don't worry. Và tôi cũng có lưu tâm đến thời gian cho nên bạn đừng lo. I know your pastors have a busy day. Tôi biết mục sư là đã có một ngày rất là bận rộn. You may have gone visitation this morning, wake up very early to pray today. Có thể bạn đã có một ngày rất bận rộn sáng phải dậy sớm để cầu nguyện. So if you close your eyes and drift off for a while, I can understand. Và nếu mà bạn nhắm mắt để suy nghĩ một chút thì tôi có thể tưởng tượng được. But I promise you I'll end by 9. Mà tôi hứa tôi sẽ kết thúc vào lúc 9 giờ. How many of you would live very far away? You need to leave. You need to go. Bao nhiêu người ở đây ở rất xa và bạn phải trở về rất xa xin đưa tay lên. Thank you for coming. Nếu mà bạn biết tôi hơn một chút.
You probably think that I'll be like the Apostle Paul, I can go on to midnight. Thì bạn biết tôi cũng hơi giống sứ đồ Paulo, tôi có thể giảng tới nửa đêm. You know, there's something about hearing good news. Tôi muốn nói một ít về vấn đề nghe tin mừng. You know what's something? Cái chữ. You want to hear again and again and again and again and again. Bạn nghe tin mừng, bạn sẽ muốn nghe đi, nghe lại, nghe nữa, nghe nữa. When I was in India, Pastor Daniel. Khi tôi ở tại Ấn Độ. I only had 2 days with them. Tôi chỉ có 2 ngày với họ thôi. I suppose I have 3 days, but I only have 2 days. Tôi định là ở với họ 3 ngày nhưng mà tôi chỉ được 2 ngày thôi. We started at 8:30 in the morning. Chúng tôi bắt đầu vào lúc 8 giờ buổi sáng. Or 9 o'clock in the morning. 9. Bắt đầu vào lúc 9 giờ buổi sáng. We end. Và chúng tôi kết thúc. At 8:30 at night. Vào 8 giờ buổi tối. Of course we go for lunch, dinner, break, toilet. But we end one whole day. Cũng có nghỉ ngơi, ăn trưa, giải lao, vân vân. Nhưng mà chúng tôi học cả ngày luôn. And for 2 days it's set. Và trong 2 ngày như vậy họ cứ ngồi. And they listen. Ngồi và nghe. They did not know time flies. Và họ cũng không biết được thời gian đã trôi qua. And then, when it was all over. Và khi lớp học kết thúc. They said they never had a seminar like this that a pastor made us sit through 2 whole days and they're enjoying it. Họ nói rằng là chưa bao giờ học một cái khóa học mà trong 2 ngày liên tục như vậy mà rất là vui mừng. Because this gospel, this good news. It's not from Singapore. Tại vì cái tin mừng này nó không có đến từ Singapore. It's from your Father himself, God. Nhưng mà đến từ chính Cha của chúng ta là Đức Chúa Trời. Amen. It's forever. Và nó sẽ còn mãi đến mãi mãi. This gospel. Và tin lành này. You don't find in the old covenant. Bạn sẽ không tìm thấy trong giao ước cũ đâu. You don't find that. Bạn không tìm thấy ở đó. You know where does the gospel begin? Bạn biết là phúc âm bắt đầu từ lúc nào không? The new covenant. Đó là giao ước mới. You know where it starts? Bạn biết giao ước mới được bắt đầu vào lúc nào không? It did not start in Matthew, Mark, Luke and John. Nó không được bắt đầu ở trong Matthew, Mark, Luke and John đâu. No, nó không bắt đầu. When you read the Bible, I don't know whether in the Vietnamese Bible. Yeah, khi bạn đọc Kinh Thánh, tôi không biết ở trong Kinh Thánh tiếng Việt thì như thế nào. You turn on one page, New Testament. Bạn thấy có một trang Tân Ước. Or New Covenant. Hay là gọi là giao ước mới. You flip. Bạn lật qua. What's the first book? Sách đầu tiên là sách gì? Matthew. Then you read the title on top, The Gospel According to Matthew. Bạn sẽ thấy đó là sách Matthew và bạn thấy cái dòng đầu đó là sách phúc âm theo Matthew. Amen. You go Mark, The Gospel According to Mark. Và bạn lật qua sách Mark, bạn sẽ thấy sách phúc âm theo Mark. Same for Luke, same for John. Luke cũng nói vậy, John cũng nói vậy. But listen. Nhưng mà bạn The New Covenant did not begin. Giao ước mới không bắt đầu ở tại Matthew, trong sách Matthew đâu. Amen. When did the new covenant start? Vậy giao ước mới bắt đầu từ lúc nào? When did the gospel really begin? Và phúc âm thật sự bắt đầu từ lúc nào? From Genesis. No. Không. No. When you read the old covenant. Khi bạn đọc giao ước cũ. You don't read old covenant. Khi bạn lật ra và đọc cứu. You flip. Bạn lật qua. Genesis chapter 1. Bạn sẽ thấy là sáng thế ký đoạn 1. But the old covenant did not start in Genesis 1. Nhưng mà giao ước cũ nó cũng không bắt đầu từ trong sáng thế ký đoạn 1 đâu. The old covenant starts in Exodus 20. Nhưng mà giao ước cũ bắt đầu ở trong xuất thế ký đoạn 20. Amen. When God gave the Ten Commandments. Khi mà Chúa ban Exodus 20. Đó là xuất thế ký đoạn 20. Amen. And therefore, you see God dealing with Abraham very special. Và chúng ta thấy Chúa xử lý với Abraham rất đặc biệt. God dealing with Isaac special. Chúa xử lý với Isaac rất đặc biệt. But when God gave the Ten Commandments on Exodus 20, after that, it's a different dealing altogether. Nhưng mà khi mà Chúa có giao ước trong sự diễn đổi đoạn thứ 20 thì đó là một điều khác. In the same way for the new covenant. Cũng vậy với giao ước mới. When did it start? Thì là được bắt đầu vào lúc nào? Not when Jesus became a baby. Không phải là khi Chúa Giêsu ra đời như một hài nhi đâu. Not when he was walking on earth. Không phải là khi Ngài bước đi trên thế gian này đâu. When did he start? Được bắt đầu vào lúc nào? Jesus said to his disciple. Chúa Giêsu nói với các môn đồ. This cup. Bởi chén này. What's the cup? Cấp chén này là chén gì? A picture of his blood. Right? Yeah. This cup is the new covenant in my blood. Ngài nói rằng là chén này là giao ước mới trong huyết ta.
Hallelujah. Yeah. Which means to say, có nghĩa là, if Jesus did not shed his blood, nếu Chúa Giêsu không đổ huyết ra, and go back to the Father, và không trở về với Cha Ngài, we are still not saved. Thì chúng ta vẫn chưa được cứu. Hello. Yes. Amen. Yeah. Amen. Question. Tôi xin hỏi. Question. I hope you get this. Tôi hy vọng bạn nhận được điều này. Why did Jesus live a perfect life? Tại sao Chúa Giêsu có thể sống một đời sống hoàn hảo? Bạn suy nghĩ tự uống nước. Why did Jesus live a perfect life? Tại sao Chúa Giêsu sống một đời sống hoàn hảo? Because of the Holy Spirit. By the Holy Spirit, but why? Bởi Đức Thánh Linh cũng vậy, nhưng mà tại why sao? Tại sao Ngài sống một đời sống hoàn hảo? God is in him, is in God. Beautiful question, beautiful answer, but why? Yeah. Question. Did he live the perfect life for us to follow? Có phải là Ngài sống một đời sống hoàn hảo để chúng ta đi theo Ngài không? Không. How can you follow him? Bạn theo Chúa bằng cách nào? The Bible says. Kinh Thánh nói rằng. In him. Ở trong Ngài. No sin. Thì không có tội lỗi. Amen. Yeah. He did. No sin. Ngài làm những công việc của Ngài không có tội lỗi. Amen. He knew no sin. Những điều Ngài biết, những điều Ngài suy nghĩ không có tội lỗi. How can I be like him? Làm sao tôi có thể giống Ngài được? When I read his example, khi tôi xem về những tấm gương của Ngài, I see his perfection. Tôi nhìn thấy sự hoàn hảo của Ngài. And I try to be like him, I fail miserably. Và khi tôi cố gắng giống Ngài thì tôi thất bại thê thảm. Amen. Yeah. If Jesus lived the perfect life for us, which he did, Chúa Giêsu đã sống cuộc đời hoàn hảo cho chúng ta. And he gone back to be the Father. Và Ngài trở về với Chúa Cha. And tell us follow. Và nói với chúng ta rằng chúng ta hãy theo Ngài. Still be dead. Thì chúng ta chịu chết thôi. Hallelujah. Which means to say. Có nghĩa là. His life. Sự sống của Ngài. Perfect life. Sống hoàn hảo. He not save me. Không cứu tôi. Amen. Không cứu tôi được. His death. Nhưng mà sự chết của Ngài. Save me. Mới cứu tôi. Amen. He lived the perfect life. Ngài sống đời sống hoàn hảo. To be the perfect sacrifice. Để trở thành một của lễ hoàn hảo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah. When they bring a lamb to be slaughtered, to be sacrificed, the lamb must be perfect before God can accept it. Khi người ta đem một con chiên đến để nó chịu giết để làm của tế lễ dân cho Đức Chúa Trời, nó phải là một của lễ hoàn hảo. Amen. If Esther here brings a lamb. Nếu cô Nguyệt ở đây đem con chiên đến là. And I'm a priest. Ví dụ như tôi là con chiên, đây là thầy tế lễ. She has sinned. Mà con chiên này nó có. She brought a lamb. Ví dụ she brought a lamb as a sin offering. Và đây là một người đem một con chiên đến làm của lễ. Who do I check? Thì tôi sẽ kiểm tra ai? Her. Tôi sẽ kiểm tra cái người đem con chiên đến hay là tôi đem kiểm tra cái con chiên? I don't need to check her. I know why she's here. Yeah. Tôi không có kiểm tra cổ đâu mà tôi. Amen. Amen. I check the lamb. Tôi sẽ kiểm tra con chiên. Is the lamb perfect? Xem thì con chiên này nó có hoàn hảo không? If the lamb is not perfect, nếu con chiên này nó không hoàn hảo, the whole thing is rejected. She is still a sinner. Thì là mọi sự đều sẽ bị từ chối hết. Cổ vẫn là một tội nhân. Amen. Yeah. So when I check the lamb, if the lamb is perfect, the lamb will be sacrificed so that she can go free. Nhưng mà nếu con chiên nó không tìm vết gì cả, thì con chiên sẽ được mổ ra để mà tội lỗi của người đó được thanh tẩy. Who does God see today? Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời nhìn thấy ai? Does God look at you for you or does God look at Jesus? Chúa nhìn thấy bạn để thấy bạn hay là Chúa nhìn thấy bạn và thấy Chúa Giêsu? Amen. Amen. Jesus lived a perfect life. Chúa Giêsu đã sống đời sống hoàn hảo. To be the perfect sacrifice. Để Ngài có thể trở thành của tế lễ hoàn hảo. His death saved me. Và sự chết của Ngài đã cứu tôi. Yeah. Hallelujah. That's why the death of Jesus Christ, Christ crucified, is the power of God. Vì vậy mà sự chết của Đức Christ chính là quyền năng của Chúa Trời. Hallelujah. Amen. Amen. So listen, this gospel did not begin in Matthew, Mark, Luke, and John. Chúng ta hãy biết rằng là phúc âm này không được bắt đầu từ sách Matthew, Mark, Luke, and John.
This new covenant began when Jesus said this cup is a new covenant when he died. Nhưng mà that's when the new covenant starts. Bắt đầu thì Chúa Giêsu nói rằng là huyết này là sự giao ước mới trong huyết này là sự giao ước mới trong huyết ta. That means to say a lot of things have changed. Có nghĩa là có rất nhiều điều cần phải được thay đổi. After Jesus' death and resurrection, a lot of things have changed. Sau khi Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại, có rất nhiều điều thay đổi. Hallelujah. The old covenant, you don't find the good news there. Trong giao ước cũ chúng ta không có thấy tin mừng nữa. You don't find it. It's not there. Không tìm thấy tin mừng nữa. The gospel only revealed in the new after Jesus' death. Nhưng mà cái giao ước mới chỉ được tìm thấy ở sau sự chết của Chúa Giêsu. I have a friend in Jordan. Tôi có một người bạn ở tại vùng Jordan. It's a tour guide. Đó là một cái người hướng dẫn du lịch của tôi. When I was going through Jordan, he was my guide, and we talked for a while. Và khi tôi đi qua vùng Jordan thì là anh là người hướng dẫn viên của tôi và chúng tôi nói chuyện với nhau. And he's a Christian. Và anh ta là một cơ đốc nhân. He said this to me. Anh nói với tôi như vậy. The pastor. Mục sư ơi. I'm a believer. Tôi là một tín hữu. I believe in Jesus. Tôi tin nơi Chúa Giêsu. But one thing I cannot understand. Nhưng có điều một điều tôi không thể hiểu được. I understand Jesus of the new covenant. Tôi không thể hiểu được Chúa Giêsu là một giao ước mới. I can see his love, I can see his compassion. Tôi có thể thấy tình yêu của Ngài, lòng thương xót của Ngài. But what I cannot understand. Mà có một điều tôi không hiểu được. When I read the old. Đó là khi tôi đọc cựu ước. This God. Đức Chúa Trời đó. In the old. Ở trong cựu ước. Seems very angry. Thấy có vẻ hung dữ quá. Very serious. Rất là nghiêm túc, rất là nghiêm khắc. Does not spare anyone. Không bao giờ tha thứ cho ai. I understand Jesus' compassion. Tôi biết Chúa Giêsu thì là lòng thương xót. When I read the old, nhưng mà khi tôi đọc cựu ước, I told him this. I said the old covenant. I said a lot of things happen in the old covenant happens in Jordan. Và nói rằng là có rất nhiều điều xảy ra trong cựu ước đó đã xảy ra tại sông Jordan. So I don't understand the God of the old. Cho nên là tôi không thể nào hiểu được cái Chúa Trời của cựu ước. Sometimes we are like that. We get confused. Đôi khi chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy bối rối. We read the old and new and we put them together as one. Và chúng ta đọc cựu ước, chúng ta đọc tân ước, chúng ta kết hợp lại hai cái lại với nhau. Amen. We put new wine. Chúng ta đặt rượu mới. And put them into old bottles. Và chúng ta đặt nó vào trong cái bầu da cũ. And what happened? Và điều gì xảy ra? Jesus said, you don't put new wine. Chúng ta thấy rằng là người ta sẽ không bỏ rượu mới vào trong cái bồn da cũ đâu. What do you do when you put them together? Bạn, điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm như vậy? The old wine skin will break. You will lose the new wine. Bạn sẽ bị bầu sẽ vỡ ra và bạn sẽ mất hết rượu. Hallelujah. Yeah. New wine. Còn rượu mới. Must be put into new bottles. Phải được đặt trong bồn da mới. What does it mean? Thì đó có nghĩa là gì? The new covenant. Có nghĩa là giao ước mới. You cannot put the new and the old bottles, old covenant, and put them together as one. You can't make them as one. Kết hợp giao ước cũ với giao ước mới lại với nhau được. Amen. New covenant must have new structure, new wine skin. Giao ước mới thì phải có cái cơ chế mới, phải có cái bồn da mới. So for centuries. Cho nên trong biết bao nhiêu thế kỷ. We mix the two together. Chúng ta cứ pha trộn hai cái giao ước này lại với nhau. Do you have a fruit here in Vietnam that you put a lot of things together and you eat it? Yeah, có bao giờ ăn thức ăn ở tại Việt Nam người ta juice? Juice? Salad. Knowing the fried rice? Ah yeah, okay. What's yeah. The fruit? Đông chiên hợp cẩm. Đông chiên hợp cẩm. What is that? Yeah, fried rice with a lot of things put together. You put them together. Yeah. You mix them up. Yeah. Ở ngoài ở tại Việt Nam có bao giờ mình ăn cái thứ gì mà mình pha trộn nhiều thứ, ví dụ như là tôm chiên, hợp cẩm, hay hành chiên, mình bỏ hết nhiều thứ vào. You get confused. Bạn cũng hơi rối với nó phải không? The old is old. Cái cũ là cái cũ. The Bible tells us in Hebrews. Thì nó nói với chúng ta trong Hebrew. When I make a new covenant. Khi ta làm giao ước mới. The old becomes obsolete. Thì cái cũ đã trở nên bị loại bỏ. Not my words. Đó không phải là lời của tôi đâu, mà đó là lời Chúa. Amen. So the gospel, this good news, you can't find the old. Cho nên tin lành là giáo ước mới không thể tìm thấy trong giáo ước cũ được. It's only found in him. Nhưng mà chỉ tìm thấy ở trong giáo ước mới thôi. Amen. Now this gospel. Và tin lành này. Was revealed to who? Who revealed? Đã được bày tỏ ra cho ai? God revealed this gospel only to one person.
Chúa bày tỏ Đức Thánh này ra cho chỉ một người mà thôi. Not one of the disciples. Không phải là một trong các môn đồ. Not even Peter. Thậm chí Phêrô cũng không được bày tỏ. Not even John. Cũng không phải Giăng. God revealed this gospel to a terrorist. Và Chúa bày tỏ phúc âm này cho một tên khủng bố. So. Oh. Who is that? Đó là ai? Saul. Which then became Paul. Người sau này trở thành Paulo. Amen. God revealed to Paul. What was Paul doing when God revealed to him? Và Chúa bày tỏ điều đó cho Paulo khi Paulo đang làm điều gì? He was persecuting the church. Khi ông bắt bớ hội thánh. Why God revealed the gospel to Paul? Tại sao Chúa lại bày tỏ tin lành của Ngài cho Paulo? I don't know. Tôi cũng không hiểu. I believe it is grace undeserved. Tôi nghĩ rằng đó là ân điển thôi, là cho một kẻ không xứng đáng. God can use Osama. Osama. God can even use the ungodly. Và Chúa có thể dùng ngay cả những người không tin kính. Now, the Bible tells us in the book of Romans. Và Chúa nói ở trong Roma. There's a few more we'll close. Romans chỉ còn một chút xíu nữa thôi, ta sẽ ngưng. Okay, Romans chapter 2. Roma đoạn 2. Are you following me so far? Bạn có đang theo dõi tôi những điều không? You understanding me? Bạn có hiểu những điều tôi nói không? How do you say, do you understand? Mà hiểu. Understand? Hiểu. 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 You understand what you say? Hiểu. 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 You sound like Cantonese. Hiểu. Romans 2. Yeah, Roma đoạn 2. Look at verse 16. Chúng ta đọc câu 16. And I'll show you how bold the apostle Paul is. Tôi sẽ chỉ cho bạn xem sứ đồ Paulo dạng dĩ như thế nào. Right? Look at him, what he says in Romans chapter 2, verse 16. In a day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ý là điều sẽ hiện ra trong ngày Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc chính nhiệm của loài người y theo tin lành của tôi. The apostle Paul calls the gospel my gospel. Sứ đồ Phaolô dám nói rằng tin lành đó là tin lành của tôi. He's taking ownership, yes. Ông giống như là ông lấy cái quyền sở hữu. Not just that. Không những vậy thôi. He believed and he realized that Jesus Christ, the extended Jesus, revealed it to him personally. Tin rằng là Chúa Giêsu là đấng mà sống lại từ kẻ chết đã thăng thiên về trời, đã bày tỏ, đã đưa ra cho riêng cá nhân ông. He said God will judge the secrets of men by my gospel, which means you can't find the gospel anywhere else outside of Paul's letters. Và có nghĩa là ông nói rằng Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà xét đoán những việc kín nhiệm của loài người, bạn không thể tìm thấy một tin cái tin lành này ở bất cứ nơi nào khác ngoài các thư tín của Phaolô. It's only through Paul's letters you realize the gospel. Chỉ có qua thư tín của Phaolô chúng ta mới tìm thấy tin mừng mà thôi. So Paul made it very clear, very explicit. Phaolô nói rất rõ ràng, rất là độc đáo. This is not a gospel according to someone in Singapore, or a gospel according to someone in Vietnam or America. No, according to the Apostle Paul. Không phải là sứ điệp tin lành theo như của một người ở bên Mỹ, theo như của một người bên Singapore, một người ở Việt Nam. Không, theo như tin lành của tôi, của Phaolô. That's how bold he is. I'll show you another passage of scripture that show you how bold he is. Và chúng ta thấy ông là một người rất dạn dĩ, can đảm khi ông nói như vậy. Tôi sẽ cho bạn xem một số câu kinh thánh nữa. That he got this gospel so jealously. So. He got it so jealously. Và ông nắm giữ điều đó một cách rất là riêng tư, rất là riêng tư cho chính ông. And look at what he did in the book of Galatians chapter 1. Chúng ta hãy xem trong Galatia đoạn 1. He pronounced a double curse. Ông nói về một cái sự rủa sả gấp đôi. That's how strong it is when it comes to this gospel. There's no compromise when it comes to this gospel. Và ông nói là không hề có một sự thỏa hiệp trong tin lành này. What is this gospel? Cái tin lành này là tin lành gì? The good news of Jesus Christ. Đó là tin mừng của Chúa Giêsu Christ. All right. Now look here in Galatians chapter 1. Chúng ta hãy xem trong Galati đoạn 1. Verse 6. Câu thứ 6. He said, I marvel that you're turning away so soon from him who caught you in the grace of Christ to a different gospel. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ tiếng gọi anh em bởi ơn của Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Read that again. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đứng gọi anh em bởi ơn của Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. What is the gospel of Christ? Tin lành của Đức Christ là gì?
the grace of Christ. Đó là ân điển của Amen. Grace, phải không? The gospel is called the gospel of peace, the gospel of grace. Tin lành còn được gọi là tin lành của ân điển, tin lành của sự bình an. And Paul said, I marvel that you're turning away so quickly. Và Paul nói là tôi lấy làm lạ là sao nên đã vội bỏ cái tin lành đó. He called you to the gospel of grace, but you are turning to another different gospel. Ngài kêu gọi anh em đến một tin lành của ân điển mà anh em lại đi theo một tin lành khác. Question. Tôi xin hỏi. What is another gospel? Cái tin lành khác đó là gì? It's not the same with the gospel of Christ. Not the same. What is not the same? Example. Nhưng mà không giống đó là cái gì? Chúng ta cho ví dụ. Tin lành mà ông muốn nói đây là tin lành đã cộng thêm một thứ gì khác luật pháp. Circumstances, a lot of things put together with the gospel, the law, tradition. Very good. Rất tốt. Any other? Còn gì nữa không? Yeah. Another gospel already. Only those things bring another gospel already. Those things bring another gospel. Now, question. Tôi xin hỏi. Is another gospel another religion? Có phải là một tin lành khác là một tôn giáo khác không? Yes or no? Có hay không? Can it be another religion? Có thể là tôn giáo khác không? Cannot be, right? Không thể, phải không? Because the next verse tells us, which is not another, but the same gospel that some want to convert the gospel. Tại vì câu kinh thánh kế tiếp cho chúng ta thấy rằng là thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổi tin lành của Đức Christ. Amen. So what is the gospel? Cho nên tin lành là gì? The grace of Christ. Đó là ân điển của Đức Christ. What is another gospel? Mà tin lành khác là gì? Law, the law, and confuse the mind, brothers. Good. It means this. Có nghĩa là in the book of Galatians, ở trong sách Galati, what was their problem? Thì nan đề của họ là gì? The church. Nan đề của hội thánh Galati là gì? If someone came from Jerusalem, đó là có những người đến từ Jerusalem, right? What did they tell the disciples to do? Và họ báo các môn đồ phải làm the gì? The believers of Jesus. You have to be circumcised. Phải cách đi. He says it's good right now you accepted Jesus. Bây giờ bạn rất tốt, bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu rồi. But you also must be. Nhưng mà bạn còn phải circumcised. Còn phải chịu cách đi nữa. How many of you are circumcised? Bao nhiêu các bạn ở đây đã cách đi? I'm not. Tôi thì không. Now listen. Paul says. Paul nói rằng. That if circumcision is so important, nếu sự cách ly là quá quan trọng, Paul went to the extent in chapter 4 or chapter 5, và ông tiếp tục giải thích trong đoạn 4, đoạn 5, Paul said if cutting a little bit of the flesh is important, why don't you cut off the whole thing? That's in the Bible. It's in the Bible, don't laugh at it. Nếu cái việc cắt một chút cái xác thịt như vậy là quá quan trọng, tại sao không cắt luôn cái phần đó đi? Đó là nằm trong cái thánh tôn. I'm sorry, it's a lady interpreter. I'm so sorry. À, tôi xin lỗi là người nữ phiên dịch. What the Bible says? Nhưng mà đó là điều kinh thánh nói. Paul say, I would rather those who trouble you will even mutilate themselves. Nói rằng là những người mà đã làm rối trí anh em thì đã làm rối trí chính mình. Now listen. Tôi xin nói. Jesus. Chúa Giêsu. Gospel. Là tin lành. Grace. Bởi ân điển. If Jesus plus. Nếu mà Chúa Giêsu còn cộng thêm. Circumcision. Cách bì. You are in another gospel. Thì bạn đã thuộc về một tin lành khác rồi. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Jesus. Chúa Giêsu. Plus. Cộng thêm. Whatever I need to do to maintain, whether circumcision, whether it's prayer, whatever I need to do to maintain my salvation, is another gospel. Nếu Chúa Giêsu còn cộng thêm một cái gì đó mà tôi cần phải duy trì cái tin lành của tôi, đó có thể là sự kiên nhẫn, đó có thể là sự cầu nguyện, đó có thể là bất cứ điều gì, thì nó đã là một tin lành khác rồi. Amen. Amen. Now today, why do I do good? Vậy ngày hôm nay tại sao tôi phải làm lành? Why do I pray? Tại sao tôi phải cầu nguyện? Why do I come to Việt Nam? Tại sao tôi phải đến Việt Nam? Why? Tại sao? For me to maintain my salvation? No.
Có phải để tôi duy trì sự cứu rỗi của tôi không? Không. All the good thing I do today not because I need to maintain it. All the good I do today because Jesus is maintaining for me. I'm doing it freely. Tất cả những gì tôi làm ngày nay không phải là để tôi giữ cái sự cứu rỗi của tôi đâu. Nhưng mà Chúa là đứng giữ sự cứu rỗi của tôi mà tôi làm điều đó bởi vì tôi ở trong sự tự do. It is a fruit. Đó là bông trái. Hallelujah. Hallelujah. A lot of, you know, the Bible, Paul says, anyone who preaches another gospel. Và Paul nói rằng bất cứ ai giảng một cái tin lành nào khác, let him be accursed. Thì người đó là đáng bị cửa sả. You know what it means? Tại vì điều đó có nghĩa là gì? If you preach Jesus, nếu bạn giảng, you receive Jesus. Nếu bạn giảng về Chúa Giêsu, and you tell people now today you must maintain your salvation. Và rồi bạn còn nói rằng, rồi bắt đầu từ bây giờ bạn phải giữ sự cứu rỗi. You must pray every day. Bạn phải cầu nguyện mỗi ngày. You must do this. You must do that. Phải làm cái này, phải làm cái nọ. I'm afraid. Tôi sợ như vậy. You might be preaching another gospel. Có lẽ là bạn đang giảng một tin lành khác. Jesus. Chúa Giêsu. Plus. Cộng thêm. Something. Một điều nào đó. Mà equals. Thì nó bằng. Nothing. Không là gì cả. Amen. Jesus. Chúa Giêsu. Plus. Cộng thêm. Nothing. Không cộng gì cả. For me. Cho tôi. Equals. Bằng. Everything. Tất cả mọi sự. Amen. Hallelujah. Amen. 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 So today, the good I want to do. Cho nên ngày hôm nay cái điều lành mà tôi muốn làm. I don't do it to maintain. Tôi không làm để giữ sự cứu rỗi. I don't do it to become right. Tôi không làm điều đó để tôi được công nghĩa. I don't do it to become closer to God. Tôi không làm điều đó để tôi được gần gũi với Chúa. I do it as the outflow. As life. Tôi làm điều đó như là một sự tuôn tràn của sự sống. Amen. Amen. Yes. Your perspective has changed. Và quan điểm của bạn thay đổi phải không? Amen. But the church world as a whole, nhưng mà cả thế giới này, is still looking at fruits. Vẫn còn đang tìm kiếm những trái. One doing, I want you to concentrate on roots. Nhưng mà tôi muốn tập trung vào cái gốc rễ hơn. Amen. We believe this. Chúng ta tin rằng. My pastor says this very often. Mục sư của tôi hay nói như vậy. When we believe right. Khi chúng ta tin vào điều đúng. We live right. Thì chúng ta sẽ sống đúng đắn. When we believe wrong. Khi chúng ta tin vào điều sai trật. We try to do to earn. Thì chúng ta cứ ráng nỗ lực mà làm. We try to do to maintain a free gift. Chúng ta cứ ráng mà giữ cái món quà nhưng không của Chúa ban cho. Then the gift is not a gift, it's not free. Thì lúc đó cái quà đã không còn là quà nữa. But God gave it freely. Nhưng mà Chúa đã ban cho nhưng không rồi. If I think of it that way, oh God can only give to me because I'm good. Then I'm living wrong, therefore I live a lie. Nếu mà tôi nghĩ rằng là Chúa ban cho tôi điều đó bởi vì tôi tốt, thì tôi đã sai rồi và tôi cũng sống một cách sai trật. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I don't want to be cursed. Tôi không muốn bị rủa sả. Amen. How about you? Bạn có muốn bị rủa sả không? No. Yes. Amen. Amen. So Paul is so bold. Paul pronounced a double curse. Cho nên Paulo rất là dạn dĩ, ông nói về cái sự rửa sạch nhân bội. You cannot compromise the gospel. Bạn không thể nào thỏa hiệp được cái tin lành. The gospel is everlasting. Và tin lành là chỉ còn lại đời đời. Listen, chúng ta hãy nghe. The same way you receive Jesus, the gospel. Cái cách mà chúng ta đã nhận Chúa Giêsu như thế nào? How do you receive that? Bạn đã nhận như thế nào? Faith. Believe by faith, right? Bởi tin, tin lời Đức Christ. The Bible says, Pastor Daniel. As you have received him, chúng ta đã nhận như thế nào? The same manner you received Jesus by faith, believing. Cũng bởi một cái lượng mà chúng ta đã nhận bởi đức tin. So walk. Thì chúng ta cũng phải bước đi theo ngài như vậy. Your walk today is the same way as you receive freely. Chúng ta đã nhận được nơi ngài tự do như thế nào thì chúng ta cũng bước đi như thế. Amen. 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 Okay, I think it's enough for one night. Let's go to one more verse. We'll close. Và tôi nghĩ đêm nay đến đây là tốt, là đủ rồi. Và tôi muốn nói thêm một câu kinh thánh nữa. Let's go back to Romans chapter 1. Tôi muốn trở lại với Roma đoạn 1. Hallelujah. I think tonight you can go back home. Tôi nghĩ lúc này where you are. Quý vị có thể về nhà. You can sleep. Chúng ta có thể ngủ. Freely. Ngủ tự do. At peace in your heart. Với sự bình an ở trong lòng. God loves you very much. Vì Chúa yêu chúng ta rất nhiều. God is for you. Chúa đứng về phía bạn. You've been brought probably the greatest sleep in your life. Và có thể tối nay bạn ngủ giấc ngủ ngon nhất. To some of you. Đối với một số người. You may not even be able to sleep. Có thể bạn không ngủ được.
You know why? Vì sao? Because your light is turned on. Your light is turned on. Bởi vì cái ngọn đèn ở trong đầu của bạn nó mở lên. Then you look at your notes, you go back and check. Bạn mở cái cửa sổ mình đi vào tối hôm nay và bạn kiểm tra lại. I'm so sorry you can't sleep until 3-4 a.m. Yeah, tôi xin lỗi nếu bạn không thể ngủ được đến 3-4 giờ sáng. Sometimes it happened to us. Đôi khi chúng tôi đã bị như vậy. When Pastor Chris shared something powerful. Khi mục sư chúng tôi giảng cái điều gì đó thật là mạnh mẽ. We just can't sleep, we can go back and see. Chúng tôi không ngủ được mà về phải tra xem lên đánh thì có đúng như vậy không? We get excited. Chúng tôi rất là phấn khởi. Now I want to go to Romans chapter 1. Tôi muốn đọc trong Roma đoạn 1. I want to go to one passage. Tôi muốn nói về một phân đoạn. I'll share this with our close, okay? I promise you I'll close. Tôi hứa tôi nói phần này thôi là tôi kết thúc. I have my dinner already, so. Yeah, tôi cũng có ăn tối rồi. When I was in Singapore, I liked Vietnamese food. Khi tôi ở bên Singapore, tôi thích thức ăn Việt Nam lắm. In my office there, we are in a shopping complex. Và trong văn phòng của chúng tôi là nó nằm trong cái trung tâm mua sắm. They have 4 houses. Có 4 cái nhà. Oh, the noodles is and the fish đó. Small. Fish yeah. Fish phở small. Rồi là cái đông bóng cái cá viên á rất là ngon. Yeah. Wonderful food. I think I can live here. Và rất ngon, tôi nghĩ tôi có thể sống ở Việt Nam được. For 1 week. Listen, Jesus. Chúa Giêsu. When he rose again from the dead. Khi ngài sống lại từ khỏi chết. In the book of in Luke 24. Trong Luca đoạn thứ 24. There were 2 disciples walking. Có 2 môn đồ. Amen. Yes. Read the story. Yeah. Chúng ta đã đọc chuyện đó rồi chứ. And the Bible says that they were on the way home from Jerusalem to a place called Emmaus. Nói rằng là họ đi từ Jerusalem đến Emmaus. Amen. And what happened? Điều gì xảy ra? The Bible say they were sad. Và khi nó nói rằng họ đang buồn. Because their hero has died. Tại vì anh hùng của họ đã chết. So they were walking very sadly. Cho nên họ đang đi rất là buồn bã. And the Bible tells us Jesus came and drew near to them. Và khi nó nói với Giêsu đến gần họ. And their eyes couldn't see Jesus. Mà mắt họ không thấy được Chúa Giêsu. But to them, he has his day. Tại vì đối với họ là Chúa chết rồi. So Jesus drew near to them and said to the both of them, hey. Và Chúa Giêsu đến và nói với cả hai người. What are you discussing and you're so sad? Tại sao anh em buồn vậy, đang thảo luận về cái gì? The two of them stood still. Và hai người vẫn còn. And look at the man. Nhìn vào Chúa Giêsu. And the two of them said to Jesus, they don't know Jesus. Yeah, họ nói chuyện với Chúa Giêsu mà họ không biết đó là Chúa Giêsu. Are you the only stranger in Jerusalem and he doesn't know what happened? Không phải ông là người lạ mới đến Jerusalem sao ông không biết chuyện gì xảy ra tại Jerusalem sao? What did Jesus say? Chúa Giêsu nói gì? Jesus had revealed himself to them. Chúa Giêsu chưa có bày tỏ chính ngài cho họ. Hey, it's me. Chúa Giêsu nói là ai? Ta nè, ta đây nè, ta sống lại. But Jesus did not say that. Chúa Giêsu nói vậy. What did Jesus say? Jesus nói gì? No. Jesus said. They said to Jesus, why are you so sad? Why are you discussing when you're so sad? Yeah. Chúa Giêsu thì hỏi họ là các ngươi thảo luận về cái gì? Các ngươi nói chuyện gì? Sao buồn như vậy? Jesus said this. Chúa Giêsu nói như vậy. What things? Chuyện gì? What are you talking about? Các ngươi nói về chuyện gì? What are you really discussing? Các ngươi đang thảo luận về cái gì? Why did Jesus say that? Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi như vậy? Jesus wants to know what's in your heart. Chúa Giêsu muốn điều gì ở trong lòng họ? What do you believe? Nghe anh tin cái điều gì? For 3.5 years, I was with you, telling you about the kingdom of God, kingdom of God. 3 năm rồi ta cùng các ngươi, ta nói về vương quốc Đức Chúa Trời mà bây giờ ngươi tin cái gì? Telling you that I'll die and I'll rise again. What do you believe? Ta nói với ngươi là ta sẽ chết và ta sẽ sống lại, mà ngươi tin cái gì? And the two of them said to Jesus. Và hai người đã nói với Chúa Giêsu. Oh, concerning Jesus of Nazareth. Tôi biết Chúa Giêsu người Nazareth. How he came and how he. Ngài đã đến và ngài đã làm những điều này điều kia. Now he is already dead. Và bây giờ ngài đã chết rồi. Today is the day. Ngày hôm nay là ngày thứ ba. We were hoping that it was him. Hy vọng rằng là ngài sẽ sống lại. What you're hoping for is Jesus to set up his kingdom on earth to overthrow the Romans. Và điều họ hy vọng là cái gì đó là Chúa Giêsu sẽ sống lại và ngài sẽ làm vua của Israel và ngài sẽ lật đổ chế độ La Mã. They miss the whole point. Jesus not come to establish a kingdom on earth. He came to establish a kingdom in our hearts. Mà họ sai lầm hết. Đó là Chúa Giêsu không đến để thiết lập vương quốc ở trên đất này mà thiết lập vương quốc ở trong lòng của họ. So he has to explain everything to Jesus. Cho nên họ giải thích mọi sự cho Chúa Giêsu nghe. What was Jesus' answer?
Và Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Jesus made two comments. He made two sentences. Ngài nói hai câu. Which is like an indictment. Which is like a, how do you say indictment? Like a, okay, you make two statements, huh? Ngài nói hai câu. The first statement he made is this. Câu nói thứ nhất ngài nói như vậy. Oh foolish ones. Và những kẻ ngu dại kia. Foolish one, yeah. Fools means they don't know. Yeah, có nghĩa ngu dại có nghĩa là không hiểu. Second thing he said. Thứ hai ngài nói. And slow of heart to believe. Và ứng lòng chậm tin. One is fool. Thứ nhất là ngu dại, không biết. Then even though you know, he say you're slow of heart to believe. Và thậm chí nếu mà có biết đi chăng nữa thì cũng chậm tin. And Jesus said, ought not Christ to have suffered all these things and to enter into His glory? Há không phải là Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh và ngài đầy dẫy sự vinh hiển hay sao? Amen. Then the Bible tells us. Và rồi Kinh Thánh nói với chúng ta. Jesus beginning. Chúa Giêsu bắt đầu. From Moses. Từ Môi-se. To all the prophets. Cho đến các đấng tiên tri. What did he do? Yeah. From Moses. Từ Môi-se. Why is Moses? Tại sao là biết Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the first five books of the Bible written by Moses. Năm sách đầu tiên của Kinh Thánh là do Môi-se viết. Jesus beginning at this first five books of the Bible. Ngài bắt đầu từ năm sách đầu tiên của Kinh Thánh. And all the prophets. Rồi đến các tiên tri. What is that? The entire Old Covenant, Old Testament combined. Đó là bao gồm cả Kinh Thánh, cử. What did Jesus do? From all these books, từ cả những sách này, he began to expound, explain things, những điều in the Old Covenant, things concerning himself. Tất cả những điều về cựu ước chỉ về ngài. Amen. Yes. The Bible is not about us; it's about Him. Kinh Thánh không nói về chúng ta, nói về ngài. So Jesus began to explain to them from I don't know how. I think it's a wonderful Bible study. Nhà tôi nghĩ là ngài mà giải thích từ Môi-se đến các đấng tiên tri thì đó quả là một cái buổi học kinh thánh thật là tuyệt vời. Amen. Yes. So when they walk back all the way to Emmaus, và khi họ trên đường trở về Emmaus, Jesus said this. Chúa Giêsu nói như vậy. Bye bye. Chào các người. I'm going. Giờ ta đi đây. Where did Jesus need to go? Where did he going? Chúng ta nghĩ Chúa Giêsu đi đâu? Yes. He can disappear, biến mất và rồi có thể xuất hiện. Why? The Bible say Jesus pretended that he's going further. Tại sao Kinh Thánh nói rằng ngài giả vờ như là ngài đi xa hơn? If the disciples say to Jesus, man, you're good, thank you for explaining all those to us. You need to go. Bye bye. See you again. Hope to see you one day. Yeah. Chúa Giêsu có nói rằng là chào biết ông bây giờ hẹn một ngày nữa sẽ gặp lại không? If they say that to Jesus, they'll lose the revelation of Jesus. Nếu mà họ nói như vậy với Chúa Giêsu thì họ sẽ mất đi cái sự mặc khải của ngài. But you know what they did? Nhưng mà các bạn biết họ đã làm gì? They said to Jesus. Họ nói với Chúa Giêsu. Jesus, please stay. They said, please stay with us. Xin hãy ở lại với chúng tôi. They don't know it's Jesus yet. Họ không biết đó là Chúa Giêsu. Just stay with us. Xin hãy ở lại với chúng tôi. The night is almost over. Sắp hết đêm rồi. Come into my home. Xin hãy đến nhà. The Bible said they restrained him. Và cái nói rằng họ giữ ngài lại. They set him down in his home. Ngồi ở trong nhà của họ. And Jesus broke bread. Chúa Giêsu bẻ bánh ra. The Bible said when he broke bread. Và cái nói rằng Chúa bẻ bánh ra. Their eyes. Mắt họ ra. Their eyes are open. Mắt họ mở ra. Amen. All the while it was Jesus standing with them. They don't see him. Dạ, bao nhiêu điều nãy giờ Chúa Giêsu nói với họ, họ không thấy. But when he broke the bread, remember he said, this bread is my body broken for us. Khi mà ngài bẻ bánh ra, thì nhớ Chúa Giêsu nói rằng là bánh bánh này là thân thể ta vỡ ra vì các ngươi. Their eyes was open. Thì mắt họ mở ra. He disappeared. Và ngài biến mất. And what did they say? Và họ nói gì? They say this to one another. Họ nói với nhau. Did not our heart burn? Há lòng chúng ta không nóng cháy sao? When he expounded the scripture to us. Ngài giải thích lời Chúa cho chúng ta. Amen. Yeah. What you want is not head knowledge. Những điều các bạn cần không phải là kiến thức của tâm trí. What you want is a warm heart. Nhưng mà điều bạn cần là một tấm lòng nóng cháy. Yeah. Their heart was warm. Khi một tấm lòng nóng cháy. When Jesus revealed himself
in the old covenant. Tấm lòng của họ đã được nóng cháy khi Chúa Giêsu bày tỏ chính mình trong cựu ước. So I pray tonight before you go back to sleep. Cho nên tôi cầu nguyện là tối nay trước khi chúng ta trở về nhà mà ngủ. Restrain Jesus. Hãy giữ Chúa Giêsu lại. Say Jesus, if this is from you. Hãy nói với Chúa Giêsu rằng, Chúa ơi, nếu điều này là đến từ Ngài. Show me. Xin hãy chỉ cho con. Let my heart be warm. Xin hãy làm cho lòng con nóng cháy. By your love. Bởi tình yêu của Ngài. Let my heart be warm by your grace. Xin làm cho lòng con nóng cháy bởi ơn điển của Ngài. Restrain him, ask him. Xin hãy giữ Ngài lại và hỏi Ngài. Go by your head knowledge is limited. Đừng để tâm trí bạn giới hạn bạn. Go by the Spirit. Nhưng mà hãy bởi tấm lòng của mình. And when Jesus rose to him from the dead. Và khi Chúa Giêsu được sống lại từ cái chết. Jesus appeared to them. Chúa Giêsu hiện ra với họ. But the way that he does it is through the scriptures to show you him. Nhưng mà qua lời Chúa thì Ngài sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta. I pray that your heart will be warm. Tôi cầu nguyện để lòng bạn sẽ nóng cháy. Amen. 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 Today, tomorrow, and the next few days. Ngày hôm nay, ngày mai và những ngày khác. Hallelujah. So what is this gospel? Như vậy tin lành này là gì? Good news. Đó là tin mừng. Amen. What about this tin mừng? What about this good news? Và cái tin mừng đó là gì? What is this good news? Tin mừng đó là gì? Jesus. What about Jesus? Which I want to touch on tomorrow, but one more verse I'll close. One more. Good news of Jesus. What about Jesus? What about him? What about him I must believe? Điều gì về Ngài mà tôi phải tin? Romans 1. He says here, it is the power of God unto salvation. Đó là sự cứu rỗi for everyone who believes. Của Đức Chúa Trời dành cho mỗi người tin. This good news must be believed. Và tin mừng này phải được chúng ta tin. Verse 17. Và câu thứ 17. He says here, for in it the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Vì ở trong đó sự công nghĩa của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin. What is this good news? Và tin mừng đó là gì? Jesus, yes. What about Jesus? Và Chúa Giêsu là gì? He has become my righteousness. Mà Ngài đã trở nên sự công nghĩa của tôi. And tomorrow I'll share with you that God wants us to have faith for one thing. Và ngày mai tôi sẽ chia sẻ Chúa muốn chúng ta nắm giữ một điều. In this life, God wants us to have faith, believe only one thing. Ngài muốn chúng ta tin vào một điều. A lot of people believe in Jesus. Yes, what about Jesus? Rất nhiều người tin nơi Chúa Giêsu, vâng đúng như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu là về cái gì? That He has become your righteousness. Ngài là sự công nghĩa của tôi. And I'll share it tomorrow. Và tôi sẽ chia sẻ điều này vào ngày mai. Amen. Is your heart warm tonight? Lòng bạn tối hôm nay có được ấm lên không? Yes. Finally, you put a smile on your face. It's not about you. It's not about my gospel. It is about all about Him. Yeah. Bạn hãy nở một nụ cười, đó không phải là do chúng ta, không phải là do tôi, nhưng mà tất cả mọi sự đều của Ngài. You may have your questions. You can, tomorrow we come. Rest be assured, I'll answer those questions as I preach as I go along. Yeah. Bạn có thể điểm những câu hỏi của mình cho ngày mai. Và tôi sẽ giải thích những câu hỏi đó khi chúng ta vừa học vừa trả lời. A lot of people write down their questions before they ask me. Và có nhiều người viết xuống những câu hỏi trước khi hỏi tôi. At the end of the second day, at the end of the third day, all their questions are answered. Hết ngày thứ hai, hết ngày thứ ba, những câu hỏi của họ đều được giải đáp. Right, I'll share it with you, and I want to thank Pastor Daniel and Pastor Esther. Dạ, tôi muốn cảm ơn một sư nhân. For privilege to speak into your life. Vì đã cho tôi có cơ hội để được nói chuyện với quý vị. I consider it an honor and a privilege. Tôi đây là một cơ hội, một sự to minister and to speak into ambassadors. Để nói chuyện với các sứ giả của Đức Chúa Trời. You are the one whom Jesus' precious blood has washed entirely, perfectly clean. Bạn là những người mà huyết của Chúa Giêsu đã tẩy sạch cuộc đời bạn và đã được hoàn hảo trọn vẹn cho Ngài. So if God so loved you, và nếu Chúa là đấng quá yêu các bạn, there's nothing I can do except to love you the way that He loves you. Thì không có điều gì khác mà tôi có thể làm nữa là tôi muốn yêu bạn. Thanks for coming. See you tomorrow. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you, Pastor Daniel. God bless you. Thank you for this time. Thank you.